Chương 10. Bản đồ của đạo tặc. Bà Pomfrey khăng khăng bảo là phải để Harry nghỉ ngơi trong bệnh thất cho đến hết cuối tuần. Harry không phàn nàn hay tranh cãi gì, nhưng nó nhất định không chịu để cho bà Pomfrey quẳng đi mớ tàn tích của chiếc Nimbus 2000. Nó biết nó làm vậy là ngu ngốc, biết là không trong môn gì sửa chữa giá díu gì được chiếc Nimbus 2000 nữa, nhưng nó vẫn không thể không giữ tàn tích đó lại được. Nó có cảm giác như nó vừa mất người bạn thân thiết nhất. Khách khứa đến thăm Harry nườm nượp, ai cũng cố làm cho nó phấn khởi lên. Lão Hagrid gửi tặng nó một bó bông sâu tai giống như những bắp cải vàng khè, và Ginny đỏ mặt thẹn thùa đến thăm với một tấm thiệp chúc màu bình phục mà cô bé tự làm lấy. Tấm thiệp ấy cứ hát lên eo éo, trừ khi bị Harry nhét dưới tổ trái cây. Đội Gryffindor trở lại thăm Harry vào sáng Chủ nhật, lần này có Wood đi cùng. Wood nói với Harry bằng một giọng trống rỗng ơ hờ rằng anh không hề chê trách Harry một mảy may nào hết. Ron và Hermione chỉ rời khỏi giường của Harry vào ban đêm, nhưng không có bất cứ ai nói hay làm điều gì có thể khiến cho Harry cảm thấy khá lên được, bởi vì họ chỉ biết một nửa cái điều đã làm nó điêu đứng. Nó không nói cho ai nghe về hung tinh, ngay cả Ron và Hermione, bởi vì nếu biết thì Ron sẽ sợ phát điên lên, còn Hermione thì sẽ chế giễu. Tuy nhiên thực tế tồn tại là hung tinh xuất hiện 2 lần, và cả 2 lần xuất hiện đó đều kèm theo những tai nạn suýt chết. Lần đầu Harry suýt bị chiếc xe đò hiệp sĩ cán ngang. Lần thứ hai, nó té từ trên cây chổi xuống từ độ cao 16 thước. Liệu hung tinh có theo ám nó cho đến khi nó thực sự chết mới thôi? Chẳng lẽ nó cứ sống cho đến hết đời trong nỗi lo ngay ngáy về con ác thú đó? Và còn những viên giám ngục Azkaban nữa, cứ mỗi lần nghĩ đến họ là Harry thấy xấu hổ và muốn bệnh. Mọi người đều nói những viên giám ngục Azkaban thật kinh dị, nhưng đâu có ai té nhào mỗi khi đến gần một viên giám ngục. Cũng đâu có ai nghe giọng âm âm trong đầu mình tiếng cha mẹ mình đang hấp hối. Bởi vì giờ đây Harry đã biết tiếng gào thét mà nó nghe trong đầu là tiếng của ai. Nó đã nghe đi nghe lại những lời ấy, những lời của người đàn bà ấy trong suốt những đêm nó nằm trong bệnh thất, thao thức nhìn những vệt trăng hắt bóng lên trần nhà. Khi những viên giám ngục Azkaban đến gần Harry, nó đã nghe những giây phút cuối cùng của má nó, sự cố gắng của bà để bảo vệ nó, Harry, khỏi bàn tay của trùm hắc ám Voldemort, và tiếng cười của trùm hắc ám Voldemort trước khi hạ sát bà. Harry ngủ lơ mơ chập chờn, chìm vào những giấc mơ đầy những bàn tay thối rữa nhớp nháp và sự giang lại như tế sao, để rồi dùng thức dậy và lại quay quắt với tiếng gào thét van xin của người mẹ. Đến ngày thứ hai, Harry đã nguôi ngoai nỗi buồn trong tim khi trở về với sự ồn ào và rộn ràng của ngôi trường, nơi mà khiến cái đầu nó phải nghĩ đến những thứ khác, cho dù có phải chịu đựng sự châm chọc của Malfoy. Chiến bại của Gryffindor làm cho Malfoy vui mừng hí hửng ra mặt. Nó cởi bỏ băng quấn tay, ăn mừng việc được sử dụng cả 2 bàn tay bằng cách nhái một cách sinh động cuộc ngã chổi của Harry. Malfoy dành hầu hết thì giờ của buổi học độc dược tiếp theo bắt chước những viên giám ngục Azkaban đi ngang đi dọc khắp căn hầm. Cuối cùng quá sức chịu đựng, Ron liền một trái tim cá sấu nhức nhợt to tướng vào Malfoy, trúng ngay giữa mặt nó, khiến cho giáo sư Snape trừ mất 50 điểm của nhà Gryffindor. Khi đi đến lớp học phòng chống nghệ thuật hắc ám sau bữa ăn trưa, Ron nói, nếu thầy Snape lại dạy lớp phòng chống nghệ thuật hắc ám nữa thì mình sẽ xin nghỉ bệnh cho coi. Hermione, bồ ngó thử xem ai ở trỏng. Hermione đi tới cửa lớp nhìn vào, tốt rồi. Giáo sư Lupin đã trở lại bục giảng. Nhìn cũng thấy rõ thầy Lupin đã bị bệnh nặng. Tấm áo chùng cũ kỹ của thầy rõ ràng trở nên rộng hơn, quạt lỏng khổng trên thân hình thầy. Và dưới mắt thầy là những quầng thâm đậm. Tuy vậy, thầy vẫn mỉm cười với cả lớp khi bọn học trò vô lớp ngồi xuống. Bọn chúng lập tức bùng ra một trận tố khổ về cách đối xử của thầy Snape khi dạy thế thầy Lupin bị bệnh. Không công bằng gì hết, chỉ dạy thế tạm thôi mà, sao thầy Snape lại bắt tụi con làm bài tập nộp cho thầy ấy? Tụi con đâu có biết gì về người sói đâu. Dài tới 2 cuộn giấy da lận. Thầy Lupin hơi nghiêm lại hỏi, các con có nói với thầy Snape là các con chưa học tới chương đó không? Trận bếp xếp lại rộ lên nhặng xị, có chứ, nhưng mà thầy Snape nói tụi con tụt hậu, thầy ấy chẳng thèm nghe, những 2 cuộn giấy da. Giáo sư Lupin mỉm cười trước vẻ phẫn nộ trên gương mặt của lũ học trò. Các con đừng lo lắng quá, thầy sẽ nói chuyện với giáo sư Snape, các con khỏi phải viết bài luận văn. Ôi, khỏi ư? Tiếng kêu đầy thất vọng đó là của Hermione. Cô bé nói, nhưng con đã làm xong hết rồi. Hôm đó tụi nó lại được một buổi học thú vị. Giáo sư Lupin mang theo một cái bồn kiến đựng con Hinkipen, một sinh vật nhỏ xíu có một chân, luôn làm ra vẻ như mình được chế tạo bằng những lọn khói, chứ không chỉ mong manh và vô hại. Giáo sư Lupin giảng giải trong khi lũ học trò hí quấy ghi chép. Nó dụ dỗ lừa khách vô đầm lầy. Các con có để ý cái lồng đèn đung đưa trong tay nó không? Nó nhảy tới. Người ta đi theo ánh đèn. Dạ rồi. Con Hinkipen ré lên một tiếng kinh dị, dội vào lớp kiến trắng bồn để đáp lời thầy Lupin. Khi chuông reo hết tiết, mọi người lo thu dọn đồ đạc của mình rồi kéo nhau ra cửa. Harry cũng vậy, chen lẫn trong đám bạn. Nhưng giáo sư Lupin gọi, chờ thầy một chút Harry, thầy có điều muốn nói với con. Harry quay trở lui, nhìn giáo sư đang dùng một tấm vải trùm cái bồn kiến đựng con Hinkipen lại. Xong thầy trở lại bàn giấy, bắt đầu chất sách vô cái cặp của mình. Thầy có nghe nói về trận đấu, và rất tiếc cây chổi thần của con. Có thể con sửa chữa nó lại được không? Harry đáp, dạ không. Cây liễu roi đã đánh nó tan thành trăm mảnh vụn rồi. Thầy Lupin thở dài. Người ta trồng cây liễu roi đó vào đúng cái năm mà thầy đến học ở trường Hogwarts này. Hồi đó học trò thường chơi đùa dưới tán cây, thậm chí còn thử đến gần chạm vào thân nó nữa. Nhưng mà rốt cuộc khi có một thằng nhóc tên là Davy Gudgeon suýt chột mắt vì giỡn mặt với cây, thì bọn thầy bị cấm đến gần cây đó luôn. Chổi thần cũng không được nương nhẹ hơn là bao. Harry khó khăn lắm mới mở được lời. Thưa thầy có nghe nói về những viên giám ngục Azkaban không? Thầy Lupin ngó nhanh Harry một cái. Có, thầy có nghe nói. Thầy tin là chưa hề có ai trong chúng ta từng thấy cụ Dumbledore nổi giận đến như vậy. Đôi khi những viên giám ngục Azkaban đó phát sốt ruột. Chúng nổi giận vì bị từ chối cho vô sân trường. Thầy đoán rằng họ là nguyên nhân khiến con té ngã. Dạ, Harry đáp. Nó ngập ngừng, rồi cái câu hỏi mà nó phải hỏi tự nhiên vụt ra khỏi miệng trước khi nó có thể tự mình kiềm chế được. Thưa thầy, tại sao như vậy? Tại sao họ có thể ảnh hưởng đến con như vậy? Chẳng lẽ con... Thầy Lupin nói ngay, như thể thầy đọc được ý nghĩ trong đầu Harry. Chuyện đó không liên quan gì tới sự yếu đuối cả. Những viên giám ngục Azkaban ảnh hưởng đến con tồi tệ hơn đối với những người khác, là vì con có những nỗi kinh hoàng trong quá khứ mà những người khác không có. Một tia nắng mùa đông xuyên qua phòng học, rọi sáng mái tóc búi tiêu trên đầu thầy Lupin và những đường nét vẫn còn trẻ trên gương mặt thầy. Giám ngục Azkaban thuộc về những sinh vật ghê tởm nhất có mặt trên thế gian này. Chúng tràn vào những nơi bẩn thỉu nhất, tối tăm nhất. Chúng vinh danh sự thối rữa và nỗi tuyệt vọng. Chúng rút cạn sự yên lành, niềm hy vọng và hạnh phúc trong không khí chung quanh. Ngay cả dân Muggle cũng cảm thấy sự hiện hữu của chúng, mặc dù họ không thể nhìn thấy chúng. Người nào quá gần gũi với những viên giám ngục Azkaban thì mọi cảm xúc tốt đẹp, mọi ký ức vui vẻ đều sẽ bị chúng hút kiệt khỏi con người đó. Nếu có thể, những viên giám ngục Azkaban sẽ gặm nhấm kẻ đó cho đến khi chúng thu tóm kẻ đó và biến kẻ đó thành một thứ tương tự như chúng, vô hồn và ác độc. Trong lòng kẻ đó sẽ không còn gì khác hơn là những gì trải qua tồi tệ nhất trong đời. Và Harry à, điều tồi tệ nhất đã từng xảy ra cho con đã ám ảnh con, khiến con té khỏi cây chổi thần. Con không việc gì phải xấu hổ về chuyện đó. Harry nhìn đăm đăm cái bàn giấy của giáo sư Lupin. Cổ họng nó khô rang cứng đờ. Khi chúng đến gần con nghe Voldemort giết mẹ con. Thầy Lupin làm một động tác bất chợt như thể ông muốn đưa tay ôm lấy Harry, nắm chặt vai nó vỗ về, nhưng nghĩ lại không nên. Hai thầy trò yên lặng một lát, rồi Harry cay đắng nói, tại sao chúng lại kéo đến sân thi đấu chứ? Thầy Lupin đóng cặp lại, bình thản nói, chúng đang trở nên háu đói. Cụ Dumbledore không cho chúng vô trường, nên nguồn cung cấp nạn nhân người của chúng đang trở nên cạn dần. Thầy cho là chúng không thể kháng cự được sức hút của đám đông lớn tụ tập ở sân đấu Quidditch. Tất cả sự kích động đó, những cảm xúc dâng cao ngất đó, chính là ý tưởng một bữa tiệc dành cho chúng. Harry lẩm bẩm, ngục Azkaban ắt là kinh khủng lắm. Thầy Lupin gật đầu ngay. Pháo đài đó được xây trên một hòn đảo nhỏ ở ngoài khơi giữa biển cả. Nhưng thực ra họ cũng không cần đến tường cao hay nước sâu để giam giữ tù nhân. Không cần, một khi những tù nhân đều đã bị mắc bẫy ở ngay trong chính đầu óc của họ, không còn khả năng nghĩ đến một ý tưởng vui tươi phấn khởi nào hết. Chỉ trong vòng vài tuần, hầu hết những tù nhân này đều quá điên. Harry chậm rãi nói từng tiếng, nhưng Sirius Black thoát được chúng, hắn đã đào thoát. Cái cặp của thầy Lupin trượt khỏi bàn giấy, thầy phải vội vàng cúi khom người xuống để chụp lại nó, thầy nói khi đã đứng thẳng lại. Ừ, chắc Black đã tìm được cách nào đó chống đỡ bọn giám ngục Azkaban. Thầy không thể tin là điều đó lại có thể. Những viên giám ngục Azkaban thế nào cũng rút cạn sức mạnh của một phù thủy một khi đã bị chúng cận kề kèm cặp quá lâu. Bỗng nhiên Harry hỏi, chính thầy đã buộc viên giám ngục Azkaban trên xe lửa phải thối lui phải không thầy? Giáo sư Lupin nói, có những cách tự vệ nhất định mà người ta có thể dùng, nhưng mà lúc đó chỉ có một viên giám ngục trên xe lửa, chúng càng đông thì càng khó khăn hơn trong việc xua đuổi chúng. Harry hỏi ngay, cách tự vệ như thế nào? Thầy dạy con được không? Thầy không muốn làm ra vẻ là chuyên gia chống viên giám ngục. Harry à, ngược lại. Nhưng nếu mấy viên giám ngục lại kéo tới một trận đấu Quidditch khác nữa thì con cần có khả năng chống đỡ bọn chúng. Thầy Lupin nhìn vào gương mặt lộ rõ quyết tâm của Harry, thầy ngập ngừng một thoáng rồi nói, thôi được, thầy sẽ cố gắng giúp con, nhưng mà thầy e là phải đợi qua học kỳ tới. Thầy có nhiều chuyện phải làm trước kỳ lễ. Nhà đúng lúc bất tiện nhất mà thầy lại ngã bệnh. Tinh thần Harry phấn chấn lên thấy rõ nhờ lời hứa hẹn của thầy Lupin sẽ dạy nó cách chống đỡ bọn giám ngục Azkaban. Việc này khiến nó tin là nó sẽ không còn phải nghe lại cái chết của má nó nữa. Mặt khác, tinh thần nó còn phấn chấn nhờ vào kết quả trận đấu Quidditch vào cuối tháng 11. Đội Ravenclaw đã đè bẹp đội Hufflepuff, chỉ là nhà Gryffindor không đến nỗi mất hết hy vọng. Mặc dù tình thế của họ hiện nay là không thể để thua thêm một trận nào nữa. Wood đã lấy lại được sinh lực điên cuồng của anh và bắt đội nhà Gryffindor luyện tập đến khốn đốn như xưa nay, ngay cả trong những cơn mưa mù mịt lạnh cống lì lợm kéo dài đến tận tháng 12. Harry cũng nhận thấy không còn dấu hiệu gì của bọn giám ngục Azkaban trong sân trường nữa. Cơn giận của thầy Dumbledore dường như đã tống chúng trở lại trạm gác của chúng ở lối ra vào trường. 2 tuần lễ trước khi học kỳ kết thúc, bầu trời bỗng nhiên sáng lên một màu trắng sữa lóa cả mắt. Và khoảng sân lầy lội một buổi sáng nọ hiện ra dưới lớp sương giá lóng lánh phủ kín. Bên trong tòa lâu đài không khí mừng đón Giáng sinh đã khá trộn rộn. Giáo sư Flitwick, thầy giáo dạy môn bùa chú đã trang trí xong lớp học của ông với những bóng đèn lung linh nhấp nháy có thể hóa ra những nàng tiên thật sự bay chớp chới. Tất cả lũ học trò đều hớn hở bàn tính kế hoạch nghỉ lễ của chúng. Cả Ron và Hermione đều quyết định ở lại trường Hogwarts. Và mặc dù Ron nói là quyết định ở lại trường của nó là do nó không thể nào chịu đựng nổi Percy đến 2 tuần lễ. Và Hermione thì nhấn mạnh là cô bé ở lại trường vì cần phải vào thư viện trường nghiên cứu. Nhưng những điều đó khó mà lừa được Harry. Nó biết tổng là 2 người đó ở lại trường là để cho mình có bạn. Cho nên Harry cảm động và biết ơn lắm. Vào cuối tuần của tuần lễ cuối học kỳ, mọi người lại được dịp vui sướng, ngoại trừ Harry. Vì có một chuyến đi chơi ở làng Hogsmeade nữa. Hermione reo, tụi mình có thể mua sắm tất cả quà Giáng sinh ở đó. Bà má mình sẽ rất thích mấy món kẹo, dây xỉa răng vì bạc hà của tiệm công tước mật. Cam chịu cái thực tế là nó lại là đứa học sinh duy nhất của năm thứ 3 bị ở lại trường một lần nữa, khi mọi người đều được đi Hogsmeade chơi. Harry mượn của Wood một cuốn sách tựa là Chọn Chổi Thần, quyết định dành trọn ngày để đọc cho hết về sự khác nhau giữa các nhãn hiệu chổi thần. Trong những buổi luyện tập với đồng đội hôm nay, Harry xài đỡ cây chổi thần của trường, một cây sao sẹt của lỗ sĩ, vừa chậm rề rề, vừa ưa cài giật. Harry đương nhiên là đang rất cần có một cây chổi thần mới cho riêng mình. Vào buổi sáng thứ 7 đi thăm làng Hogsmeade, Ron và Hermione tạm biệt Harry xong, quấn mình trong lớp áo trùm kín người và quàng khăn quanh cổ mà ra đi. Harry quay trở lại một mình trèo lên cầu thang cẩm thạch hướng trở về tháp Gryffindor. Tuyết đã bắt đầu rơi bên ngoài cửa sổ và lâu đài hết sức yên tĩnh vắng lặng. Harry! Shh. Đang đi qua được nửa đường hành lang ở tầng lầu 3. Harry nghe tiếng kêu, quay đầu lại, thấy Fred và George đang thò đầu ra gọi nó từ sau bức tượng của một phù thủy một mắt gù lưng. Harry tò mò. Mấy anh làm gì ở đây? Bộ mấy anh không đi thăm làng Hogsmeade sao? Fred nói với một cái nháy mắt bí hiểm. Tụi anh tới đây để lên dây cót tinh thần cho em một tí trước khi tụi anh đi. Vô đây. Fred gật đầu ra dấu bảo Harry đi về phía một căn phòng học trống ở bên trái của bức tượng gù một mắt. Harry đi theo Fred và George vào bên trong. George nhẹ nhàng đóng cửa lại, rồi quay ra nhìn Harry tươi cười rạng rỡ. Nó nói, một món quà Giáng sinh sớm dành cho em đây nè, Harry. Fred rút ra cái gì đó từ dưới tấm áo trùm của nó với điệu bộ rất ư màu mè. Nó đặt cái đó lên bàn. Đó chỉ là một miếng giấy da lớn, vung vứt và nhầu nát. Và tuyệt không có một chữ nào trong đó cả. Harry ngờm giật ngó tấm giấy da, cảnh giác là Fred và George đang chơi mình một vố gì đây. Cái đó là cái gì vậy? George vỗ nhẹ nhẹ lên tấm da một cách trìu mến. Harry à, cái này là bí quyết thành công của tụi anh đấy. Fred nói, đem cho em thì tụi anh cũng xót ruột lắm, nhưng mà tụi anh đã quyết định vào tối hôm qua là em cần nó hơn tụi anh. George nói thêm, với lại tụi anh đã thuộc nó nằm lòng rồi, nay tụi anh truyền nó lại cho em, tụi anh không còn cần đến nó nữa. Harry thắc mắc, nhưng mà em cần một miếng giấy da của Xì để làm gì cơ chứ? Một miếng giấy da của Xì. Fred thúc kêu, nhắm mắt lại với một vẻ mặt đau đớn, như thể Harry vừa xúc phạm nó một cách ghê gớm cực kỳ. Nó bảo, George, giải thích đi. Hồi tụi anh mới vô năm thứ nhất đó, Harry, cũng trẻ dại vô tư lự ngây thơ. Harry cười khịch khịch, nó nghi Fred và George chưa từng ngây thơ ngày nào trong đời. Ý là ngây thơ hơn bây giờ, tụi anh bị rắc rối với thầy Filch. Tụi anh cho nổ một trái bom phân trong hành lang, và vì một lý lẽ gì đó mà chuyện này khiến ổng vô cùng tức giận. Thành ra ổng tóm cả hai anh lên văn phòng của ổng và hù dọa tụi anh bằng mấy món nghề thông thường của ổng như cấm túc, mổ bụng. Và tụi anh không thể nào không nhận thấy có một cái ngăn kéo của một trong mấy cái tủ đựng hồ sơ của ổng được đánh dấu bị tịch thu và rất nguy hiểm. Harry bắt đầu nhe răng cười, mấy anh đừng nói với em là... Fred nói, nếu là em thì em làm gì? George đánh lạc hướng thầy Filch bằng cách làm rớt một trái bom phần khác, còn anh thì hé cái ngăn kéo ra và tóm được cái này. George nói, em biết đó, cũng đâu đến nội tệ tới vậy, tụi anh đoán thầy Filch không đời nào khám phá được cách xài cái này. Tuy nhiên có lẽ ổng cũng nghi ngờ nó là cái gì đó hữu ích, chứ nếu không thì đời nào ổng lại tịch thu. Dạ mấy anh biết cách xài nó à? Fred cười hinh hít. Ôi biết chứ, cái việc xinh xinh nho nhỏ này đã dạy cho tụi anh nhiều hơn tất cả những ông thầy bà cô ở trường này đó. Harry ngó cái miếng giấy da của Xì nhậu nát nói, mấy anh làm em hồi hộp quá. George kêu, ủa vậy sao? Nó rút cây đũa phép ra, chạm nhẹ miếng giấy da và đọc thường chú. Tôi trang trọng thề rằng tôi là đồ vô tích sự. Lập tức những đường kẻ bằng mực bắt đầu hiện rõ và lan ra dần dần như một mạng nhện từ cái điểm mà George chạm đầu đũa phép vào. Những đường kẻ này nối kết với nhau, cắt lẫn nhau và xòe ra như nan quạt ở mỗi góc của tấm giấy da. Và rồi chữ bắt đầu nở ra như hoa, vắt ngang phía trên tấm giấy da. Mấy chữ màu xanh lá cây to tướng cong quèo tuyên bố rằng quý ông mơ mộng ngớ ngẩn, đuôi trùng, chân nhồi bông và gạt nai. Công ty cung cấp trợ thiết bị cho những kẻ phá phách pháp thuật, hân hạnh trình bày bản đồ của đạo tặc. Đó là một tấm bản đồ chỉ ra mọi ngóc ngách của lâu đài Hogwarts và sân bãi quanh trường. Nhưng điều thực sự đáng chú ý là những chấm mực nhỏ xíu di chuyển loanh quanh trong bản đồ. Mỗi chấm đều mang một cái nhãn tên viết bằng nét chữ li ti. Kinh ngạc quá, Harry cúi xuống nhìn mấy cái chấm đó. Một cái chấm đeo nhãn tên ở góc trái trên cùng cho thấy cụ Dumbledore đang đi qua đi lại trong phòng. Một chấm khác cho thấy bà Norris, con mèo của thầy giám thị Filch, đang rình mò ở tầng lầu 2. Và ở trong phòng truyền thống, con yêu siêu quậy Bevis đang vút qua vút lại. Và khi Harry đưa mắt dò lên rà xuống những hành lang quen thuộc, thì nó nhận ra một điều. Cái bản đồ này phơi bày ra một hệ thống lối đi mà nó chưa bao giờ đặt chân tới. Mà nhiều hành lang đó dường như dẫn thẳng tới làng Hogsmeade. Fred dùng một ngón tay dò theo một trong những lối đi đó, nói có tất cả 7 lối đi, hiện giờ thì thầy Filch biết được 4 lối. Nó chỉ ra những lối đi bí mật đã bị thầy Filch phát hiện, nói tiếp. Nhưng còn những lối đi này thì chắc chắn là chỉ có chúng ta biết mà thôi. Đừng mất thì giờ mò vô lối đi đằng sau tấm gương trên tầng lầu 4. Tụi anh xài lối đó cho đến mùa đông năm ngoái thì thôi luôn, thành hang cục rồi, hoàn toàn bị bích lối. Còn lối đi này thì tụi anh chắc là chưa ai từng xài tới, bởi vì cây liễu roi đứng án ngay cửa ra vào. Nhưng còn lối đi này đây, lối này dẫn thẳng tới hầm chứa đồ của tiệm công thức mật. Tụi anh dùng lối đi này cả tỷ lần rồi, và có lẽ em cũng nên để ý, Cửa vào lưới đen này ở ngay bên phải căn phòng này thông qua bức tượng mụ phù thủy gù một mắt. George dứt ve hàng chữ ở đầu bản đồ thở dài. Mơ mộng ngớ ngẩn, đuôi trùng, chân nhồi bông và gạt nai, tụi mình nợ nần họ nhiều lắm. Fred trang trọng nói, những con người cao quý làm việc không mệt mỏi để giúp đỡ một tân thế hệ những kẻ phá luật. George nhanh nhẩu tiếp lời, đúng, khi nào xài xong thì nhớ lau sạch sẽ đi nhé, nếu không thì bất kỳ ai cũng có thể coi được nó. Fred nói giọng cảnh cáo, chỉ cần khỏi nói một cái nữa và đọc thần chú phá luật xong, thì tấm bản đồ lại trống trơn như ban đầu. Fred nhái điều bộ trịnh trọng của Percy nói, cho nên chú em Harry này hãy liệu mà xử sự để nhé. George nháy mắt, hẹn gặp lại em ở tiệm công tức mật. Cả Fred và George cùng bước ra khỏi phòng học, cười điệu đàn với một vẻ vô cùng mãn nguyện. Harry vẫn còn đứng đó, nhìn chăm chăm tấm bản đồ màu nhiệm. Nó ngó cái chấm mực tí hon bà Norris quẹo trái, rồi dừng lại hửi hửi cái gì đó trên sàn. Nếu thầy Filch thực sự không biết, nó sẽ chẳng phải đi ngang qua những viên giám ngục Azkaban nữa. Nhưng ngay cả khi còn đứng đó, máu chảy rào rực niềm phấn khích trong người, Harry vẫn nghe văng vẳng từ trong đầu những lời ông Weasley đã có lần nói. Đừng bao giờ tin bất cứ thứ gì có thể tự suy nghĩ nếu mà mình không thể thấy bộ óc nó nằm ở đâu. Tấm bản đồ này là một trong những đồ vật pháp thuật nguy hiểm mà ông Weasley cảnh cáo là phải coi chừng. Trợ thiết bị cho những kẻ phá phách pháp thuật. Nhưng rồi Harry biện lý rằng nó chỉ muốn xài tấm bản đồ để đi tới làng Hogsmeade mà thôi, chứ nó có ăn cắp cái gì hay tấn công ai đâu. Với lại anh Fred và anh George cũng từng xài nó bao nhiêu năm rồi mà có chuyện khủng khiếp gì xảy ra đâu. Harry dùng ngón tay dò theo lối đi dẫn đến hầm chứa đồ của tiệm công tức mật. Thế rồi đột nhiên như thể tuân theo một mệnh lệnh nào đó, Harry cuộn tấm bản đồ lại, nhét nó vô trong áo chùng đang mặc, vội vã đi ra cửa phòng học. Nó hé mở cánh cửa vài phân, không có ai ở bên ngoài hết. Nó lẻn ra khỏi phòng một cách hết sức cẩn thận, rồi lách ra sau bức tượng mụ phù thủy một mắt. Phải làm gì nữa đây? Harry lại rút tấm bản đồ ra và kinh ngạc nhận thấy trên bản đồ xuất hiện một chấm mực mới có nhãn tên là Harry Potter. Cái chấm này ở vị trí ngay bóc cái chỗ mà Harry đang đứng, khoảng giữa hành lang trên tầng lầu 3. Harry cẩn thận quan sát, chấm mực tí xíu của nó dường như gõ nhẹ lên một phù thủy bằng cây đũa phép tí hon. Harry nhanh chóng rút cây đũa phép của mình ra và gõ lên bức tượng. Không có gì xảy ra cả, nó lại nhìn vào bản đồ, trong đó hiện ra câu thần chú, Descendium. Chú thích có nghĩa là mở đường thoát lối. Hết chú thích. Harry bèn gõ lên tượng đá một lần nữa và thì thầm, Descendium. Ngay tức thì cây bú trên lưng bức tượng mở ra, đủ rộng cho một người đủ ốm để chui vào. Harry liếc nhanh đầu trên đầu dưới của dãy hành lang, rồi nhét lại bản đồ vô áo, đu mình lên bức tượng, đút đầu vô cái lỗ trên cái lưng gù trước, rồi sau đó thoát mình trườn vô bên trong. Nó trượt xuống một khoảng khá dài, có vẻ như trên một cầu tuột bằng đá, đáp xuống một nền đất ẩm lạnh. Harry đứng dậy, nhìn quanh, tối như hũ nút. Nó bèn giơ cây đũa phép lên thì thầm, Lumos. Nó nhận thấy mình đang ở trong một lối đi bằng đất rất hẹp và thấp. Nó lại rút bản đồ ra giơ lên, gõ đầu cây đũa phép lên tấm bản đồ, lầm rầm đọc tiếp, phá luật xong. Tấm bản đồ tức thì lại trống trơn. Harry xếp tấm bản đồ lại cẩn thận, giấu kỹ vô trong áo chùng. Rồi với trái tim đập bừng bừng trong ngực, vừa hồi hộp vừa lo sợ, nó bắt đầu đi. Lối đi quanh co khúc khuỷu giống hang của một con thỏ bự, bự nhất. Harry hấp tấp đi, thỉnh thoảng dấp té xuống nền đất lồi lõm, tay vẫn nắm chặt cây đũa phép giơ ra phía trước. Đường đi lâu ơi là lâu, nhưng nghĩ tới tiệm công tức mật là Harry lại hăng hái cắm cúi bước. Sau một hồi tưởng như đã đi cả giờ đồng hồ rồi, lối đi bắt đầu chích dần lên cao. Tim đập thình thình. Harry bước nhanh lên, mặt thì nóng bừng, còn chân cẳng lại lạnh ngắt. 10 phút sau, Harry đi tới chân của mấy bậc thềm bằng đá đã mòn, dựng lên cao ngất, mất hút phía trên đầu nó. Cẩn thận không gây ra một tiếng động nào, Harry bắt đầu trèo lên. 100 bậc, 200 bậc, nó hết đếm nổi luôn khi em vừa leo vừa ngó chừng dưới chân. Rồi bỗng dưng đầu nó đụng vô cái gì đó cứng lắm. Có vẻ như đó là một cái cửa sập. Harry đứng lại, tay xoa đỉnh đầu lắng tai nghe, nhưng nó không thể nghe được một âm thanh nào phía bên trên hết. Nó bèn hé cửa sập từ từ, rất chậm rãi, rồi dòm qua kẽ hở. Nó đang ở trong một cái hầm chứa đồ chất đầy những thùng và sọt gỗ thưa. Harry trèo qua khỏi cái cửa sập, rồi đậy sập lại. Cái cửa lập tức nhòa vào với lớp bụi sàn một cách hoàn hảo đến nỗi không thể nào mà nói được ở chỗ đó như có một cánh cửa. Harry bò chậm chậm về phía cái cầu thang gỗ dẫn lên tầng trên. Bây giờ thì nó chắc chắn là nghe rõ các âm thanh, kể cả tiếng chuông keng keng và tiếng cánh cửa đóng lại. Đang tự hỏi, có nên làm gì nữa? Harry bỗng giật mình nghe tiếng một cánh cửa mở ra. Gần như sát bên mình, có ai đó sắp sửa điên xuống cầu thang và giọng của một người đàn bà vang lên. Lấy thêm một thùng sên mứt khác nữa anh ơi, tụi nhỏ làm gần sạch hết món này rồi. Một đôi chân bước xuống cầu thang, Harry nhảy ra sau một cái sọt cổ thư bự tổ chảng, núp ở đó chờ cho tiếng chân bước đi qua. Nó nghe tiếng người đàn ông xê dịch mấy cái thùng vô sát bức tường đối diện, không thể để lỡ cơ hội này. Nhanh nhẹn và lặng lẽ, Harry lách mình ra khỏi chỗ đang ẩn náu, trèo ngay lên cầu thang. Ngoái đầu nhìn lại, nó còn nhìn thấy tấm lưng to bè và một cái đầu hói bóng lưỡng đang dùm vô một cái hộp. Harry lên được tới cánh cửa ở đầu cầu thang, lách qua và thấy mình đang đứng ngay sau quầy của tiệm công tước mật. Nó hụp đầu xuống, bò vòng ra ngoài rồi đứng thẳng lên. Tiệm công tước mật đông đúc học sinh trường Hogwarts đến nỗi không ai buồn để mắt tới Harry đến 2 lần. Nó chen lách giữa đám trẻ, nhìn quanh, cố nhịn cười khi tưởng tượng ra cái vẻ trên gương mặt phi nộn như heo của Dudley. Phải chi thằng ấy được thấy Harry đang ở đây, vào lúc này giữa hàng dãy kệ chất đầy các thứ kẹo trông ngon bổ bắt thèm. Những khúc kẹo nougat đầy kem, những tấm bánh đúc dừa vuông vức màu hồng lung linh, những viên kẹo cứng màu mật mập ú, rồi hàng trăm loại sô-cô-la khác nhau sắp thành hàng ngay ngắn, lại có cả một thùng tono đựng đầy các viên kẹo dẻo đủ vị, và một thùng to tướng khác đựng ong xì xèo, một loại banh bơm hơi bay lên được mà Ron đã từng nhắc đến. Bày dọc một bức tường khác là kẹo hiệu quả đặc biệt như kẹo cao su thổi tuyệt nhất. Những cái kẹo này làm cho căn phòng đầy ắp những cái bong bóng màu xanh qua chuông không chịu nổi nhiều ngày rồi. Kẹo dây xỉa răng vị bạc hà, bé hạt tiêu tí nị, thở ra lửa giùm bạn, chuột băng nghe tiếng răng của mình đánh bò cạp và rít lên. Kem bạc hà có hình dạng như những con cóc, thực sự nhảy lóc chóc trong bao tử. Những cây biếc lông ngỗng làm bằng đường xay và những viên kẹo nổ bụp bụp. Harry chen lớn qua một đám đông những học sinh năm thứ 6 và nhìn thấy ở một góc xa nhất trong tiệm có treo một cái bảng khẩu vị khác thường. Ron và Hermione đứng dưới cái bảng hiệu đó, đang săm soi một cái khay đầy những que kẹo có hương vị máu. Harry lẻn đến sau lưng hai bạn. Hermione nói, ghê quá, đừng mua, Harry không thèm thứ nào trong mớ này đâu. Mình đôi chừng mấy thứ đó dành cho ma cà rồng. Ron xốc một hũ chùm dán dưới mũi Hermione. Còn thứ này thì sao? Dứt khoát là không thèm. Nghe tiếng Harry, Ron suýt làm rơi hũ kẹo. Hermione ré lên, Harry, bồ làm gì ở đây? Làm sao mà bồ? Ron tỏ ra xúc động mạnh. Ái chà, bồ học được cách độn thổ rồi hả? Harry nói, dĩ nhiên là không rồi. Nó hạ giọng xuống để không ai trong đám học sinh năm thứ 6 túm tụm đằng kia nghe lọt tai câu chuyện. Harry kể cho hai đứa bạn nghe về tấm bản đồ của đào tặc. Ron dần điên lên. Làm sao mà anh Fred và anh George lại chưa bao giờ đưa cho mình tấm bản đồ đó chứ? Mình là em trai của hai ảnh mà. Hermione nói như thể ý tưởng đó hết sức lố bịch. Nhưng Harry cũng sẽ không giữ tấm bản đồ đó mà sẽ đem nó nộp lại cho giáo sư McGonagall đúng không Harry? Harry nói, không, mình không nộp đâu. Ron trợn mắt ngó Hermione, bồ có điên không? Một thứ hay như vậy mà đem nộp. Nếu mình đem nộp nó, mình sẽ phải giải thích là mình lấy nó ở đâu ra, và thầy Filch sẽ biết là anh Fred và anh George đã chôn nó. Hermione rít lên, nhưng còn Sirius Black thì sao? Hắn có thể lần theo một trong những lối đi bí mật để vào trong tòa lâu đài. Các thầy cô của mình phải được biết câu chuyện này chứ. Harry nói nhanh, hắn không thể nào đột nhập lâu đài bằng một lối đi bí mật được. Trên bản đồ có 7 lối đi bí mật đúng không? Anh Fred và anh George cho là thầy Filch đã biết được 4 lối rồi, và 3 cái còn lại thì một cái đã bị bích lối nên không ai có thể đi xuyên qua được. Một cái là bị cây liễu roi móc ngay lối ra vào cho nên cũng không ai có thể thoát được. Và lối đi mà mình vừa đi qua thì rất khó mà phát hiện được lối ra vào ở tuốt dưới đáy hầm chứa đồ. Thành ra, trừ khi hắn biết đích xác cái cửa vào ở tại đây. Harry ngập ngừng. Nếu Sirius Black biết có lối đi bí mật để đột nhập vào tòa lâu đài thì sao? Tuy nhiên Ron tặng hắn thật to và chỉ cái thông báo dán bên trong cánh cửa của tiệm kẹo. Theo lệnh của bộ pháp thuật, Khách hàng được nhắc nhở rằng cho đến khi có thông báo mới thì các viên giám ngục Azkaban sẽ tuần hành trên đường phố làng Hogsmeade mỗi tối sau khi mặt trời lặn. Biện pháp này được đặt ra vì sự an toàn của cư dân Hogsmeade và sẽ được bãi bỏ khi bắt được Sirius Black. Vì vậy, xin khuyến cáo quý khách nên hoàn tất chuyện mua sắm trước khi trời sụp tối. Chúc quý khách Giáng sinh vui vẻ. Ron nói nhỏ, thấy không, mình muốn xem coi Sirius Black gan cỡ nào mà dám xông vô tiệm công tước mật trong khi bọn giám ngục Azkaban đang đi lênh khênh khắp làng. Với lại Hermione ạ, chủ tiệm công tước mật thể nào cũng phải biết nếu có vụ đột nhập chứ, họ sống ngay ở trong tiệm mà. Hermione dường như đang cố gắng tìm ra một vấn đề khác. Ừ, nhưng mà bù nghĩ xem, Harry không nên đi thăm làng Hogsmeade, bạn ấy đâu có giấy phép. Nếu có người nào phát hiện ra, bạn ấy chỉ tổ rước thêm rắc rối mà thôi. Mà bây giờ trời cũng chưa tối, nếu Sirius Black bỗng xuất hiện vào hôm nay thì sao? Hay ngay lúc này thì sao? Hắn sẽ phải vất vả lần theo dấu vết Harry trong thời tiết này. Rồi nói, hất đầu về phía những khung cửa sổ có chấn sông. Bên ngoài tuyết đang rơi dày nghịch và xoáy mạnh trong gió. Thôi đi, Hermione, sắp lại Giáng sinh rồi. Harry đáng được xả hơi lắm chứ. Hermione cắn môi, dáng vẻ cực kỳ lo âu. Harry nhe răng cười nói với cô bé. Bồ có đi mét chuyện mình không đó? Ôi, dĩ nhiên là không rồi. Nhưng mà Harry nè. Ron túm lấy Harry, lôi nó đi về phía mấy thùng kẹo bành chi nái. Thấy ông xì xèo chưa Harry? Với lại mấy con sinh mứt nữa. Còn món giải khát axit. Hồi mình lên 7 tuổi, anh Fred cho mình một trong mấy món này. Nó làm lưỡi mình cháy mất một lỗ. Lúc đó má đét ảnh bằng cây chổi thần của má, mình còn nhớ mà. Ron nhìn cái hộp giải khát axit với một vẻ oán hận. Bộ nghĩ anh Fred có nhấm một chút chùm dáng nếu mình xí gạt ảnh đó là đầu phộng không? Khi Ron và Hermione đã trả tiền xong cho mớ kẹo tụi nó mua, ba đứa ra khỏi tiệm công tước mật để chạy chơi ngoài bão tuyết. Cảnh Hogsmeade trông giống hệt như cảnh trong thiệp Giáng sinh. Những mái nhà và tiệm quán đều phủ kín dưới một lớp tuyết dày xốp. Trên các cánh cửa treo những dòng hoa thánh và dăng mắt khắp các dòng cây là những cây nến đã được làm phép. Harry rùng mình, nó không có áo trùm như hai đứa bạn. Tụi nó đi ra đường, đầu cúi xuống để tránh gió. Ron và Hermione hét qua dành khăn quàng cổ. Kia là bưu điện, tiệm giỡn của Zonko ở đằng kia. Tụi mình có thể đi tới lều hét. Hai hàm răng của Ron đánh bò cạp. Hay là vậy, tụi mình đi uống bia bơ ở tiệm ba cây chổi thần không? Harry không mong gì hơn, gió đã trở nên dữ dội và hai tay nó đang tê cống lại. Vì vậy ba đứa băng qua đường và chỉ vài phút sau là cùng bước vào một cái quán nhỏ xíu. Cái quán này cực kỳ đông đúc, ấm áp, ồn ào và đầy khói. Bà chủ quán có thân hình eo yết và một gương mặt xinh đẹp đang phục vụ bữa ăn xế cho một đám thầy Pháp ồn ào ở quầy rượu. Ron nói, đó là bà Rosmerta, mình đi mua thức uống nha. Khi nói câu sau, mặt Ron hơi ửng đỏ một tí. Harry và Hermione len lỏi đi tới cuối quán. Ở đó có một cái bàn nhỏ còn trống, đặt bên cửa sổ, cạnh một cây thông Giáng sinh xinh đẹp đứng cạnh lò sưởi. 5 phút sau, Ron trở lại, cầm theo 3 ly cối bia bơ nóng hổi còn đang sủi bọt. Ron giơ ly cối của nó lên vui vẻ nói, mừng Giáng sinh hạnh phúc. Harry uống ực một hơi. Đó là món ngon nhất mà nó từng được nếm qua, và chiếc bia bơ ấy dường như hâm nóng từng lóng xương thớ thịt trong người nó lên. Một luồng gió thoảng lùa qua mớ tóc của Harry, cánh cửa của tiệm ba cây chổi thần lại mở ra. Harry nhìn qua mép của cái ly cối nó cầm trên tay và nghẹn cả họng. Giáo sư McGonagall và giáo sư Flitwick vừa bước vô quán cùng với một cơn gió lốc đầy bông tuyết. Theo sau hai người đó là lão Hagrid đang mải mê trò chuyện với một người béo tốt đẩy đà, đội nón trái dưa màu xanh vỏ chanh và khoác áo trùm sọc, chính là bộ trưởng pháp thuật Cornelius Fudge. Ngay lập tức, cả Ron và Hermione đều đưa tay lên đầu Harry và ấn nó thụp xuống sau quầy, núp dưới gầm bàn. Chưa kịp chùi bọt bia bơ dính mép lại chui rút khuất tầm nhìn, Harry nắm chặt cái ly cối rỗng không trong tay, ngó mấy cặp dò của các thầy cô và ông Fudge đi về phía quầy rượu, dừng lại rồi quay ra tiến thẳng về phía nó. Đâu đó phía trên, Hermione thì thầm. Mobiliabus. Chú thích. Mobili, di chuyển. Abus. Abustich có nghĩa là cây. Mobiliabus có nghĩa là nhúc nhích cây xích qua đây. Hết chú thích. Cây thông Giáng sinh bên cạnh liền nhấc hổng chân khỏi mặt đất vài phân, xê qua một bên và đáp trở xuống đất một cái ạch ngay trước bàn của tụi nó, che khuất cả ba đứa. Trợn mắt nhìn xuyên qua những cành thông thấp, Harry thấy bốn đôi giò đi tới cái bàn ngay kế bên. Rồi có tiếng cằn nhằn và tiếng thở dài của các thầy cô và ông bộ trưởng pháp thuật khi họ ngồi xuống. Kế đến, Harry nhìn thấy một cặp giò khác mang giày cao gót màu ngọc lam lóng lánh và nó nghe tiếng một người đàn bà. "Một ly nước suối Gilly nhỏ đây." "Của tôi." Tiếng giáo sư McGonagall. "4 xì rượu mật ong hâm nóng đây." Lão Hagrid nói, "Cảm ơn Rosmerta." "Một ly siro anh đào với sô-cô-la có đá và dù đây." Giáo sư Flitwick liếm mép, "Và thưa ông bộ trưởng, một ly rum pha nước lý, phải không?" Giọng của ông Fudge, "Cảm ơn em Rosmerta quý mến, anh phải nói là gặp lại em dễ thương quá. Em cũng là một ly nhé, đến đây nhập bọn với tụi anh đi." "Dạ, cảm ơn ông lắm, thưa ông bộ trưởng." Harry ngó theo đôi giày cao gót quay đi rồi quay trở lại. Trái tim nó cứ nảy lên cổ họng một cách khó chịu. Tại sao nó đã không nghĩ ra hôm nay cũng là kỳ nghỉ cuối tuần lần cuối trong cả học kỳ của các thầy cô kia chứ? Không biết họ còn ngồi đó trong bao lâu nữa. Nó cần có thời gian để lẻn trở vào tiệm công tước mật, nếu nó còn muốn trở về trường Hogwarts tối nay. Chân của Hermione vừa khều chân nó một cách lo lắng. Giọng của bà Rosmerta lại vang lên. "Thế xin hỏi ông bộ trưởng, vậy chứ ngọn gió nào đưa ông đến chốn khỉ ho cò gáy này?" Harry nhìn thấy phần dưới tấm thân đẩy đà của ông Fudge xoay chuyển như thể ông đang kiểm tra xem có ai nghe trộm không. Rồi ông nói bằng giọng trầm nhỏ. "Còn chuyện gì khác nữa ngoài chuyện Sirius Black, hả em quý mến? Anh dám cá là em đã nghe biết chuyện xảy ra ở trường Hogwarts vào đêm hội ma rồi." Bà Rosmerta công nhận, "Em có nghe chuyện đồn đãi." Giáo sư McGonagall cáu tiết bảo, "Ông đem câu chuyện rêu rao khắp quán nhậu rồi hả ông Hagrid?" Bà Rosmerta thì thào, "Ông bộ trưởng ơi, ông có cho là Black vẫn còn lẫn giỡn trong vùng này không?" Ông Fudge khẳng định ngắn gọn, "Tôi chắc chắn điều đó." Bà Rosmerta nói, nghe giọng bà đánh lại một chút, "Ông có biết mấy viên giám ngục Azkaban đã lùng soát quán của em 2 lần rồi không? Hù khách hàng của em bỏ đi hết. Thiệt là tệ cho chuyện làm ăn, ông bộ trưởng à." Ông Fudge nói một cách khổ sở, "Em Rosmerta quý mến, anh cũng chẳng thích họ gì hơn em đâu, nhưng đó là sự phòng xa cần thiết ấy mà. Xui xẻo thiệt, nhưng mà rồi em cũng đâu có bị sao phải không? Anh vừa mới gặp vài kẻ trong bọn họ, họ rất tức tối cụ Dumbledore, cũng nhất định không cho họ vô bên trong sân trường." Giáo sư McGonagall lạnh lùng nói, "Tôi cũng cho là không nên. Làm sao mà chúng tôi có thể giảng bài, trong khi những nỗi đe dọa hải hùng cứ lượn lờ chung quanh?" Giáo sư Flitwick bé xíu ngồi dấp dẻo trên ghế, chân đung đưa hổng khỏi mặt đất. Giáo sư rít lên, Đồng ý. Ông Fudge phản đối, "Cũng đành vậy thôi, họ có mặt là để bảo vệ tất cả các quý vị khỏi những điều còn tệ hại hơn nữa. Tất cả chúng ta đều biết Black có thể làm điều gì mà." Và Rosmerta nói với vẻ hết sức ưu tư, "Ông biết không, em vẫn còn khó mà tin được điều đó. Trong số tất cả những kẻ đã ngã về phe hắc ám thì Sirius Black là người mà em không ngờ tới nhất. Ý em nói là em vẫn còn nhớ hắn khi còn là một cậu học trò ở trường Hogwarts. Nếu lúc đó mà ông nói với em rằng cậu học trò đó rồi sẽ thành kẻ sát nhân thì em sẽ cho là ông đã uống quá nhiều rượu mật." Ông Fudge nói cộc cằn, "Em mới chỉ biết có một nửa câu chuyện. Điều tồi tệ nhất hắn đã làm thì ít ai biết." Chồng bà Rosmerta thốt cao đầy tò mò, "Chuyện tồi tệ nhất à? Ý ông nói còn có chuyện khác tồi tệ hơn cả việc ám sát những kẻ tội nghiệp ấy ư?" Ông Fudge nói, "Đúng vậy. Em không thể nào tin nổi điều đó, còn có chuyện gì có thể tồi tệ hơn được nữa?" Giáo sư McGonagall hỏi nhỏ, "Chị nói chị còn nhớ hắn hồi còn học ở trường Hogwarts. Vậy chị có nhớ ai là người bạn thân nhất của hắn không?" Bà Rosmerta mỉm cười nụ, nho nhỏ đáp, "Dĩ nhiên là nhớ rồi. Còn ai mà không thấy họ luôn luôn ở bên nhau, phải không? Vô số lần họ đã vô quán tôi, và ôi họ thường làm tôi cười đến chết được. Đúng là một cặp bài trùng, Sirius Black và James Potter." Harry làm rớt cái ly cối rỗng trong tay, gây nên một tiếng kêu loảng xoảng. Ron đá nó một cái. Giáo sư McGonagall nói, "Đúng vậy, Black và Potter. Hai tên cầm đầu cái băng đảng nho nhỏ của chúng. Dĩ nhiên là cả hai đều rất thông minh xuất chúng nữa là đằng khác. Tôi nghĩ trường ta chưa từng có một cặp quậy nào ngang cơ được với tụi nó." Lão Hagrid khoái trá ra mặt, "Tôi không chắc, Fred và George thì cũng dám được gọi là đáng mặt tổ quậy với những trò chúng bày ra. Giáo sư Flitwick phụ họa, người ta có thể làm Black và Potter là hai anh em, không thể nào chia lìa được. Ông Fudge nói, dĩ nhiên là tụi nó thân nhau lắm, Potter tin cậy Black hơn bất cứ người bạn nào khác, không có gì thay đổi kể cả sau khi hai người đó tốt nghiệp ra trường. Black là phù rể khi James kết hôn với Lily, rồi họ nhờ Black làm cha đỡ đầu cho Harry Potter. Dĩ nhiên là Harry không hề biết chuyện này. Quý vị có thể hình dung được điều đó sẽ dày vò thằng nhỏ khốn khổ đến nhường nào? Bà Rosmerta thì thầm, có phải bởi vì Black quá ra là kẻ đồng hội đồng thuyền với kẻ mà ai cũng biết là ai đấy không? Còn tệ hơn thế nữa em yêu à. Ông Fudge hạ giọng lần nữa và nói tiếp bằng những tiếng rù rì. Không mấy người biết rằng vợ chồng Potter biết là kẻ mà ai cũng biết là ai đấy đang truy lùng họ. Cụ Dumbledore đương nhiên là người chiến đấu không mệt mỏi chống lại kẻ mà ai cũng biết là ai đấy. Cụ có một số gián điệp lợi hại. Một trong những gián điệp đó mách cho cụ biết và cụ lập tức báo động cho James và Lily cảnh giác. Cụ đã khuyên họ đi trốn. Chà, dĩ nhiên là đâu có dễ gì mà trốn được kẻ mà ai cũng biết là ai đấy. Cụ Dumbledore bèn chỉ ra cách tốt nhất cho họ là dùng bùa trung tính. Bà Rosmerta chăm chú nghe đến nín cả thở. Bùa đó ra làm sao? Giáo sư Flitwick tặng hắn rồi nói bằng giọng chích chích như chuột kêu. Đó là một thứ bùa phức tạp cực kỳ, gồm có chỗ ẩn giấu đầy ma thuật của một điều bí mật bên trong một tâm hồn sinh linh đơn độc. Thông tin được cất giấu bên trong một người được chọn nào đó gọi là người giữ bí mật. Và do vậy mà không thể nào bị lộ ra, dĩ nhiên trừ khi người giữ bí mật quyết định tiết lộ ra. Cho đến khi nào người giữ bí mật còn giữ kín bí mật thì cho dẫu kẻ mà ai cũng biết là ai đấy có lục tìm khắp ngôi làng mà James và Lily sống trong nhiều năm cũng không thể nào tìm được họ. Thậm chí hắn có ẩn mũi lên cửa sổ phòng khách, nhà Potter cũng không thể nào tìm thấy họ. Bà Rosmerta thì thào, vậy Black là người giữ bí mật của gia đình Potter? Giáo sư McGonagall nói, đương nhiên, James Potter đã nói với cụ Dumbledore rằng Sirius Black thà chết chứ không đời nào tiết lộ chỗ họ ở đâu, rằng chính Sirius Black cũng đang dự định ẩn thân. Vậy mà cụ Dumbledore vẫn không yên tâm. Tôi còn nhớ cụ đã đề nghị chính cụ làm người giữ bí mật cho gia đình Potter. Bà Rosmerta há hốc miệng ra. Cụ nghi ngờ Sirius Black à? Giáo sư McGonagall nói với vẻ u ám. Cụ biết chắc là có ai đó rất thân cận gia đình Potter vẫn thường báo cáo cho kẻ mà ai cũng biết là ai đấy nhất cử nhất động của họ. Thực ra cụ đã có lúc nghi ngờ rằng ai đó ở bên phe ta đã phản bội và chuyển lén thông tin của phe ta cho kẻ mà ai cũng biết là ai đấy. Nhưng mà James Potter cứ khăng khăng tin cậy Sirius Black à? Ông Fudge nói một cách nặng nề. Đúng vậy. Chà rồi, chỉ non một tuần lễ sau khi dùng bùa trung tính, bà Rosmerta thở phập phồng. Black phản bội họ. Đúng vậy. Black đã chán vai trò điệp viên nhị trùng. Hắn sẵn sàng tuyên bố sự ủng hộ công khai của hắn đối với kẻ mà ai cũng biết là ai đấy. Và hắn dường như định làm điều này nhân cái chết của gia đình Potter. Nhưng như tất cả chúng ta đều biết, kẻ mà ai cũng biết là ai đấy đã sa cơ trước đứa bé sơ sinh Harry Potter. Mất quyền lực, bị suy yếu khủng khiếp, kẻ mà ai cũng biết là ai đấy đã phải chạy trốn biệt tâm. Và điều này quả thực đã khiến cho Sirius Black rơi vào một tình thế rất khó khăn. Ông chủ của hắn đã tiêu tùng đúng vào thời điểm mà hắn, Sirius Black, để lộ bộ mặt kẻ phản bội. Hắn không thể làm gì khác hơn là chạy trốn. Lão Hagrid nói lớn đến nỗi một nữ quán bỗng dưng trở nên im bặt, một thằng trở mặt bẩn thỉu tồi tệ. Giáo sư McGonagall nhắc. Lão Hagrid gầm gừ. Tôi đã gặp hắn, hổng chừng tôi là người cuối cùng nhìn thấy hắn trước khi hắn ra tay hạ sát bấy nhiêu người. Chính tôi là người đã cứu thoát Harry Potter ra khỏi căn nhà đổ nát của ba má nó sau khi họ bị giết. Tôi vừa mới đem nó ra khỏi đống điêu tàn. Thiệt, đứa bé đáng thương hết sức, trên trán hàng một vết sẹo, ba má thì đã chết. Lúc đó Sirius Black xuất hiện trên chiếc xe mô tô bay mà hắn thường cởi. Tôi không bao giờ nghĩ ra được hắn làm gì ở đó. Tôi đâu biết hắn là người giữ bí mật của gia đình Potter. Tôi cứ tưởng hắn vừa mới nghe tin kẻ mà ai cũng biết là ai đấy tấn công gia đình Potter nên chạy đến để xem hắn có thể làm được gì giúp họ. Thiệt tình lúc đó toàn thân hắn run rẩy, mặt mày thì trắng bệch ra. Và rồi, mấy vị có biết tôi đã làm gì không? Tôi đã an ủi tên phản bội giết người. Lão Hagrid rống lên. Giáo sư McGonagall lại nhắc. Anh Hagrid ơi, làm ơn nói nho nhỏ thôi. Làm sao mà tôi biết được hắn chẳng mảy may đau buồn về cái chết của vợ chồng Potter chứ? Hắn Hắn chỉ bận tâm đến mỗi kẻ mà ai cũng biết là ai đấy. Và hắn bảo tôi, đưa Harry cho tôi, Harry, tôi là cha đỡ đầu của nó, tôi sẽ nuôi nấng chăm sóc nó. Chà chả, nhưng tôi đã nhận được lệnh của cụ Dumbledore, nên tôi bảo Black, không, cụ Dumbledore nói là nó sẽ đến ở với gia đình dì dượng của nó. Black quyết liệt phản đối, nhưng cuối cùng hắn đành chịu thôi. Hắn bảo tôi cứ lấy chiếc xe mô tô bay của hắn mà đem Harry tới chỗ dì dượng nó. Hắn nói, tôi chẳng cần xài đến nó nữa. Lẽ ra tôi phải biết có chuyện gì đó ám muội đang diễn ra lúc đó chứ. Hắn vốn khoái cái xe bay của hắn làm mà, vậy sao hắn đem giao cho tôi? Tại sao hắn không cần xài tới đó nữa? Thiệt tình là cũng dễ lật mặt nạ hắn thôi. Cụ Dumbledore biết hắn là người giữ bí mật của gia đình Potter, hắn phải cao bay xa chạy ngay đêm đó, hắn biết chỉ vài giờ nữa là bộ pháp thuật sẽ truy lùng. Này, lúc đó tôi mà giao Harry cho hắn thì sẽ ra sao hả? Tôi cá là hắn sẽ quăng thằng nhỏ ra tuốt giữa biển cho coi. Đó là con trai của người bạn thân nhất của hắn. Nhưng khi một phù thủy mà ngã về phe hắc ám rồi thì không còn gì và không ai có nghĩa lý gì đối với hắn nữa. Sau câu chuyện của lão Harry là cả một sự im lặng kéo dài. Rồi bà Rosmerta nói với giọng thỏa mãn. Nhưng mà rốt cuộc hắn đâu có chuồn mất tiêu hả? Bộ pháp thuật đã tóm được hắn ngay vào hôm sau mà. Ông Fudge kêu lên cay đắng. Chu choa, dạ mà chúng tôi làm được điều đó. Không phải chúng tôi là những người đã tìm ra Sirius Black, mà chính là Peter Pettigrew nhỏ thó, một người bạn khác của gia đình Potter. Hẳn nhiên là đau buồn đến phát điên, và khi biết được Sirius Black là người giữ bí mật của gia đình Potter, Peter Pettigrew đã tự mình đi tìm Black. Bà Rosmerta hỏi lại, Pettigrew à? Có phải là thằng nhóc mập ù luôn luôn theo đuôi cặp bài trùng Black Potter khắp nơi ở trường Hogwarts không? Giáo sư McGonagall nói, nó là kẻ tôn thờ Black và Potter như bậc anh hùng, nó chưa hẳn là chung nhóm với Black và Potter về mặt thông minh. Tôi thường hơi khe khắc với nó. Các anh chị có thể hiểu là bây giờ tôi thấy hối hận như thế nào. Nghe giọng giáo sư McGonagall có cảm tưởng như bà vừa bị một chứng nhức đầu khủng khiếp. Ông Fudge ân cần nói, kìa Minerva, Pettigrew đã chết một cái chết anh hùng. Những nhân chứng McGonagall dĩ nhiên là sau đó chúng tôi phải xóa ký ức họ đi ngay. Họ kể với chúng tôi về Pettigrew đã dồn Black vô thế cùng đường như thế nào. Họ nhìn thấy Pettigrew thổn thức, Lily và James. Sirius, sao mày có thể? Và rồi Pettigrew rút cây đũa phép ra. Nhưng mà dĩ nhiên Black nhanh tay hơn. Pettigrew bị nổ tung, nát vụn như cám. Giáo sư McGonagall hỉ mũi và nghẹn ngào nói, thằng nhỏ ngốc nghếch, thằng nhỏ khờ dại, nó chưa bao giờ có chút xíu hy vọng nào trong môn đấu tay đôi. Lẽ ra nó nên để cho bộ pháp thuật xử lý. Lão Harry lầm bầm giận dữ. Tôi nói cho mà biết, tôi mà tóm được Sirius Black trước thằng nhóc Pettigrew thì tôi chẳng hơi đâu mà rút đũa phép với đũa thần. Tôi sẽ bẻ từng cẳng chân, từng cẳng tay của hắn. Ông Fudge ngắt lời. Anh không ý thức được anh đang nói gì đâu, anh Harry. Một khi Sirius Black bị dồn tới góc đường rồi thì không ai mong gì đương đầu nổi với hắn, ngoài trừ những pháp sư thủ tiêu được huấn luyện cẩn thận của đội đặc nhiệm thi hành luật pháp pháp thuật. Tôi lúc đó là thứ trưởng bộ tay ương pháp thuật và tôi là một trong những người đầu tiên có mặt tại hiện trường sau khi Black đã giết chết mười mấy người ấy. Tôi không bao giờ quên được, thỉnh thoảng tôi vẫn còn chim bao thấy lại cảnh tượng đó. Giữa đường là một cái hố khổng lồ, sâu đến nỗi làm bể cả ống cống bên dưới, xác người dung dãi khắp mọi nơi. Dần McGonagall thì gào khóc thảm thiết, còn Black thì đứng đó mà cười với cái có thể coi là di thể của Pettigrew trước mắt hắn, một mớ áo trùng đẫm máu và vài mũ dụng. Giọng ông Fudge ngưng ngang đột ngột, có tiếng năm cái mũi được hỉ sồn sột, rồi ông nói tiếp nghẹn ngào. Đấy, em đã nghe câu chuyện rồi đó, Rosmerta. 20 nhân viên của đội tuần tra thi hành luật pháp pháp thuật đã giải Black đi. Còn Pettigrew thì được truy tặng huy chương Macklin đệ nhất đẳng. Điều này tôi nghĩ cũng là một niềm an ủi lớn cho bà mẹ của Pettigrew. Từ đó Black bị giam trong nhà ngục Azkaban cho tới. Bà Rosmerta thở ra một hơi dài. Thưa ông bộ trưởng, có đúng là hắn điên không? Ông Fudge nói chậm rãi. Tôi ước gì tôi có thể nói là hắn điên. Tôi chắc chắn là thất bại của ông chủ của hắn đã làm cho hắn mất phương hướng một thời gian. Hành động giết Pettigrew và mười mấy thường dân McGonagall là hành động của kẻ cùng đường tuyệt vọng, tàn bạo, vô nghĩa. Nhưng mà tôi có gặp hắn ở nhà ngục Azkaban trong lần mới đây nhất khi tôi đi thanh tra nơi đó. Quý vị biết đấy, hầu hết tù nhân ở đó chỉ ngồi trong bóng tối mà rì rầm, tự trò chuyện với mình, lũ chúng chẳng còn ý thức gì cả. Nhưng mà tôi kinh ngạc thấy Black vẫn tỏ ra bình thường biết bao. Hắn nói chuyện với tôi nghe ra sáng suốt tỉnh táo lắm, thiệt là nản. Người ta cứ tưởng hắn chỉ buồn chán mà thôi. Hắn hỏi tôi đọc tờ báo xong chưa, rất là bình tĩnh và lịch sự, nói là hắn sót trò chơi ô chữ. Ừ, tôi rất kinh ngạc, thấy rằng những viên giám ngục Azkaban dường như không có ảnh hưởng gì nhiều đối với hắn, và hắn bị giam ở một trong những nơi được canh giữ kỹ càng nhất như quý vị biết đấy. Bên ngoài cửa Salim của hắn luôn có giám ngục bất kể ngày hay đêm. Bà Rosmerta lại hỏi, nhưng mà ông bộ trưởng à, hắn vượt ngục ra ngoài là để làm gì chứ? Ôi, ghê quá, ông bộ trưởng ơi, hắn có vượt ngục ra để hiệp lực với kẻ mà ai cũng biết là ai đấy không? Ông Fudge lảng tránh câu trả lời trực tiếp. Tôi dám nói đó là kế hoạch sắp tới của hắn, nhưng chúng tôi hy vọng sớm bắt được Sirius Black trước khi hắn thực hiện được mưu đồ. Tôi phải nói rằng khi kẻ mà ai cũng biết là ai đấy đơn độc không bạn bè là một chuyện, nhưng khi hắn tụ tập lại đám tay chân thân tín thì thôi phát rùng mình khi nghĩ đến việc kẻ đó sẽ nhanh chóng nổi lên hùng mạnh như thế nào. Có tiếng loảng xoảng trên sàn gỗ, ai đó đã làm rớt cái ly của mình. Giáo sư McGonagall nói, ông biết đó ông Fudge, nếu ông sắp dùng bữa ăn tối với ngài hiệu trưởng thì chúng ta nên sớm quay trở về tòa lâu đài thôi. Từng cặp giò một trước mắt Harry đứng lên để một lần nữa chống đỡ sức nặng cơ thể của chủ nhân chúng. Những tà áo trùm phất qua mắt bọn trẻ và đôi gót giày cao lóng lánh của bà Rosmerta khuất sau quầy bia. Cánh cửa của quán Ba Cây Chổi Thần lại mở ra, một luồng gió tuyết lại ùa vào phòng, rồi các thầy cô đi khuất. Harry ơi! Ron và Hermione thò đầu xuống dưới gầm bàn. Cả hai đứa tụi nó cùng chăm chú nhìn Harry, không thốt được một lời nào. Chương 11. Tia chớp. Harry không có ý niệm rõ ràng về việc nó làm sao mà trở lại được hầm chứa đồ của tiệm công tước mật, rồi đi xuyên qua địa đạo một lần nữa để trở về lâu đài. Nó chỉ biết là chuyến trở về hầu như không mất bao nhiêu thời gian, và nó khó mà nhận thức được những gì nó làm, bởi vì đầu óc vẫn còn vang lùng bùng câu chuyện mà nó đã nghe được. Tại sao chưa từng một người nào nói với nó về câu chuyện đó nhỉ? Cụ Dumbledore, lão Hagrid, ông Weasley, ông Furo. Tại sao trước đây không một người nào nói đến sự kiện là ba má Harry chết vì bị người bạn thân nhất của mình phản bội? Ron và Hermione lo lắng quan sát Harry suốt bữa ăn tối, không dám bàn tán gì về những điều chúng nghe lóm được, bởi vì Percy đang ngồi ngay bên cạnh tụi nó. Khi tụi nó đi lên lầu, chui vào phòng sinh hoạt chung đông đúc, thì thấy Fred và George đang cho nổ một nửa tá bom phân trong cơn hứng thú của không khí phấn khởi cuối niên học. Không muốn bị Fred và George hỏi xem nó có đi chơi hộp mí đồ không, Harry lặng lẽ lẻn lên phòng ngủ trống vắng và lầm lũi đi thẳng về giường ngủ của mình. Nó đẩy mớ sách vở qua một bên và nhanh chóng tìm được cái mà nó muốn tìm, cuốn album hình ảnh lưu niệm bọc da mà lão Hagrid đã tặng nó cách đây 2 năm. Trong đó có đầy đủ phù thủy của ba má nó. Harry ngồi trên giường kéo màn che chung quanh, rồi bắt đầu lật từng trang tìm kiếm, cho đến khi Harry dừng lại ở tấm hình ngày cưới của ba má nó. Đây là ba má nó đang vẫy chào nó, tươi cười rạng rỡ, mái tóc đen rối bù mà Harry được thừa hưởng đang xù ra khắp các hướng. Đây là má nó rạng rỡ với niềm hạnh phúc tay trong tay với ba nó. Và đây, ắt hẳn là hắn, phù rể trong đám cưới. Trước đây, Harry chưa hề nghĩ tới hắn. Nếu như không được biết trước rằng đây cũng chính là con người đó, thì Harry không đời nào đoán ra được Black trong tấm hình cũ này. Gương mặt hắn không hóp sâu và trắng bệch như sáp, mà tươi tỉnh đẹp trai. Không biết khi chụp tấm hình này, hắn đã trở thành tay sai của Voldemort chưa? Hắn đã lên kế hoạch giết chết những người đang đứng bên cạnh hắn chưa? Hắn có ý thức chăng rằng hắn sẽ ở tù 12 năm trong nhà ngục Azkaban, và 12 năm ấy sẽ khiến cho không ai có thể nhận ra hắn nữa. Nhưng mà, những viên giám ngục Azkaban dường như không có ảnh hưởng gì nhiều đối với hắn. Harry suy nghĩ, mắt nhìn đăm đăm vào một gương mặt đẹp trai tươi cười. Hắn không bị nghe tiếng gào khóc của mẹ ta mỗi khi bọn giám ngục đến quá gần. Harry đóng ập quyển album lại, nhổm người lên, nhét nó trở vô ngăn tủ, cởi áo chùng và tháo mắt kiếng ra, rồi lên giường ngủ, yên chí là mấy tấm màn treo che khuất thế giới riêng của nó. Cửa phòng ngủ mở ra, giọng của Ron vang lên vẻ ngập ngừng. Harry ơi! Harry vẫn nằm im, giả đò như ngủ say rồi. Nó nghe tiếng Ron rời khỏi phòng. Nó lăn mình nằm ngửa, mở hai con mắt thao láo. Một mối căm ghét đến như vậy, nó chưa từng bao giờ biết đến trước đây. Bây giờ lại đang ngấm vào người nó như thuốc độc. Nó có thể nhìn thấy Black đang cười nhạo nó xuyên qua bóng tối, như thể ai đó vừa dán tấm hình trong cuốn album vô ngay trong mắt nó. Nó nhìn, như thể ai vừa cho chiếu trước mắt nó một đoạn phim Sirius Black làm nổ tung Betty Friel. Người đó sao mà giống Neville Longbottom? Thành ra cả ngàn mảnh vụn. Harry có thể nghe được giọng thì thầm trầm trầm đầy kích động, dù nó không biết giọng nói của Black như thế nào. Chuyện xảy ra rồi đó, thưa ông chủ, Potter đã chọn tôi làm người giữ bí mật. Và rồi một giọng khác cất tiếng cười ghê rợn, tiếng cười mà Harry đã nghe từ sâu thẳm trong tâm trí nó mỗi khi bọn giám ngục Azkaban đến gần. Harry ơi, ngó bồ đi, bồ thấy ghê quá. Harry đã thao thức đến gần sáng. Khi nó thức dậy thì thấy phòng ngủ đã trống trơn. Nó mặc quần áo rồi đi xuống cái cầu thang xoắn để vào phòng sinh hoạt chung. Ở đó gần như trống vắng hoàn toàn, ngoài trừ Ron đang ngồi ăn kẹo cốc bạc hà vừa xoa xoa cái bụng, và Hermione vừa mới bày bài tập vở của cô bé lên đầy ba cái bàn. Harry hỏi, mọi người đi đâu cả rồi? Đi hết rồi, không nhớ hôm nay là ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ hả? Ron đáp, vừa chăm chú quan sát kỹ nét mặt của Harry. Gần tới giờ ăn trưa rồi, mình định lên đánh thức bồ dậy đó chứ. Harry ngồi thụp xuống một cái ghế bành đặt cạnh lò sưởi. Tuyết vẫn còn rơi bên ngoài cửa sổ, còn Roxanne ườn mình nằm dài trước lò sưởi trông như một tấm thảm to màu hoe hoe. Hermione xăm soi gương mặt Harry một cách lo lắng. Bồ trông không được khỏe lắm, bồ biết không? Harry đáp, mình khỏe mà. Hermione trao đổi ánh mắt với Ron, rồi nói với Harry. Harry, bồ nghe tụi mình nói nè, đành rằng bồ quả thực đã buồn khổ vô cùng về câu chuyện tụi mình nghe được hôm qua. Nhưng vấn đề là, bồ không được làm bất cứ điều gì ngu ngốc đấy nhé. Harry hỏi, như làm gì? Ron nói ngay, như là đi tìm Black. Harry có thể nói chắc là hai đứa bạn mình đã tổng dợt cuộc trò chuyện này trong khi nó hãy còn ngủ say. Nó không hử gì hết. Hermione khẩn khoản, bồ sẽ không làm vậy phải không Harry? Ron tấn thêm, bởi vì Black đâu đáng cho mình liều mạng. Harry nhìn hai đứa bạn. Tụi nó dường như không hiểu gì cả. Các bạn có biết mình nghe thấy điều gì mỗi khi có một viên giám ngục Azkaban đến quá gần mình không? Cả Ron và Hermione đều lắc đầu, vẻ mặt kinh sợ. Harry nói tiếp, mình có thể nghe tiếng má mình gào khóc và van xin Voldemort, và nếu mà các bạn nghe tiếng má các bạn gào khóc như vậy trước lúc bị giết, thì các bạn không thể nào mau chóng quên đi được. Và nếu mà các bạn biết được cái kẻ tưởng đâu là người bạn thân của má đã phản bội và chỉ điểm cho Voldemort tìm giết má... Hermione bị kích động mạnh. Bộ không làm được gì đâu Harry. Những viên giám ngục Azkaban sẽ bắt được Black và tống hắn trở vô nhà tù Azkaban và hắn sẽ đền tội nơi đó. Bộ cũng nghe ông Fugle nói mà, Black không bị những viên giám ngục Azkaban ảnh hưởng như những người bình thường khác. Nhà ngục Azkaban không phải là một nơi để trừng phạt hắn như đối với những người khác. Ron tỏ ra căng thẳng hết sức. Vậy ý của bộ là sao? Bộ muốn giết Black hay làm gì? Hermione nạt Ron với giọng hoảng hốt. Đừng có mà ngớ ngẩn như thế chứ. Harry đâu có định giết ai phải không Harry? Một lần nữa, Harry không trả lời. Nó không biết là nó muốn làm gì. Nó chỉ biết là trong khi Black còn tung hoành ngoài vòng pháp luật mà nó không làm gì hết, thì nó không thể chịu đựng được. Nó đột ngột nói. Malfoy chắc biết hết chuyện này. Mấy bộ có nhớ nó nói gì với mình trong lớp đọc dược không? Nếu là tao, thì tao sẽ đích thân truy lùng hắn. Tao muốn tự tay trả thù. Ron tức điên lên và nói. Bây giờ bộ nghe lời số 7 của Malfoy, chứ không thèm nghe lời khuyên của tụi này hả? Bộ nghe đây, bộ có biết là má của Bestie Frill nhận được gì sau khi Flag thủ tiêu ổng không? Ba mình nói một tấm huy chương Manlin đệ nhất đẳng và một cái hộp đựng một ngón tay của Bestie Frill. Đó là phần di thể bự nhất của ổng mà người ta có thể góp nhặt lại được. Flag là một gã điên, Harry ơi, hắn nguy hiểm lắm. Không đếm xỉa gì tới lời của Ron, Harry nói tiếp. Ba của Malfoy ắt là đã nói cho nó biết. Ổng nằm ngay trong vòng thân cận của Voldemort mà. Ron giận dữ ngắt lời. Bộ làm ơn, nói kẻ mà ai cũng biết là ai đấy được không? Cho nên hiển nhiên là Malfoy biết Black làm tay sai cho Voldemort. Và Malfoy khoái lắm lắm được nhìn thấy bồ nổ tung thành 1 triệu mảnh vụn như Bestie Frill ấy. Thử nghĩ coi, Malfoy chỉ mong sau cho bồ tự lao vô chỗ chết trước khi nó phải đương đầu với bồ trong trận đấu Quidditch. Mắt Hermione giờ đã long lanh nước, cô bé nói. Harry ơi, làm ơn, biết suy nghĩ một chút đi. Fleck đã làm một điều khủng khiếp, vô cùng khủng khiếp, nhưng bầu đừng lao mình vào nguy hiểm, chỉ vì đó là điều Black muốn. Ôi Harry ơi, bồ sẽ lọt ngay vô tay Black nếu bồ đi tìm hắn. Ba má bồ đâu có muốn cho bồ bị hắn hại, đúng không? Ba má bồ không đời nào muốn cho bồ đi tìm Black đâu. Harry nói vắn tắt. Mình sẽ không bao giờ biết được ba má mình muốn gì, bởi vì nhờ Black mình đã không bao giờ còn được nói chuyện với ba má mình nữa. Tất cả đều im lặng. Thời lúc này, Roxanne duỗi mình một cách đài cát, uốn éo mấy cái chân đầy vuốt. Cái túi áo của Ron rung lên bần bật. Ron nhìn quanh, rõ ràng là để kiếm một đề tài khác nhằm thay đổi không khí. Coi nè, bây giờ đang kỳ nghỉ lễ, gần tới ngày Giáng sinh rồi, hay là tụi mình đi xuống thăm bác Hagrid đi. Lâu quá rồi tụi mình không đi thăm bác ấy. Hermione nói ngay, không được, Harry không được phép ra khỏi tòa lâu đài mà Ron. Harry ngồi thẳng dậy nói, tụi mình đi đi. Mình có thể hỏi bác ấy tại sao bác không nhắc gì đến Flag khi kể mình nghe toàn bộ câu chuyện về ba má mình. Rõ ràng kéo dài cuộc bàn luận về Sirius Black không phải là ý định của Ron, nó vội vàng nói, hay là tụi mình chơi đánh cờ đi, hay chơi bi xì bùm nha, anh Percy để lại cho mình một bộ. Harry cương quyết, không, tụi mình đi thăm bác Hagrid đi. Vậy là cả ba đứa tụi nó về buồng ngủ, lấy áo trùm rồi chui qua cái lỗ chân dung. Hãy đứng lại và chiến đấu hỡi những con chó lai căng bụng vàng ạch. Rồi đi xuống, xuyên qua tòa lâu đài trống vắng, đi qua cánh cửa chính khổng lồ bằng gỗ sồi. Tụi nó đi từ từ qua bãi cỏ. Dấu chân tạo thành một rãnh sâu băng qua lớp tuyết, xốp xộp, lóng lánh. Vớ và vạt áo trùm của tụi nó đều bị ngấm ướt và đông lạnh. Khu rừng cấm trông như thể đã bị ém bùa. Mỗi cái cây bị đắp lên từng mảng tuyết bạc, và căn chòi của lão Hagrid thì giống như một cái bánh trét kem trắng. Ron gõ cửa, nhưng không có tiếng trả lời. Hermione run bần bật dưới tấm áo trùm. Cô bé nói, không lẽ bác ấy đi vắng? Ron áp tai vào cửa nghe ngóng. Nó nói, có tiếng gì kỳ lạ lắm, nghe thử coi có phải tiếng con Phan không? Harry và Hermione cũng áp tai vô cánh cửa. Từ bên trong căn chòi vọng ra tiếng rên rỉ thổn thức nho nhỏ. Ron lo lắng nói, tụi mình nên đi kêu người khác lại giúp mau. Harry đấm ình ình vào cánh cửa gọi to, bác Hagrid ơi, bác Hagrid, bác có ở trong nhà không? Có tiếng chân bước nặng nề, rồi cánh cửa mở ra kêu một cái kẹt. Lão Hagrid đứng sừng sững với đôi mắt đỏ ké và sưng múp lên. Nước mắt rơi tung tóe xuống cái áo khoác bằng da. Thấy bọn trẻ, lão rống lên khóc và nhào tới ôm chầm lấy Harry. Con đã nghe hết rồi. Lão Hagrid to lớn ít nhất bằng hai người bình thường, cho nên cảnh tượng này không phải là chuyện đáng cười. Harry suýt sụm ba chè dưới sức nặng của lão Hagrid. May mà được Ron và Hermione cứu bằng cách mỗi đứa níu một cánh tay lão Hagrid và ra sức gỡ lão đứng lên, rồi cùng Harry giúp lão trở vô bên trong căn chòi. Lão Hagrid cứ để yên cho bọn trẻ dẫn lão tới một cái ghế, ngồi thụp xuống và gục lên bàn, thổn thức nức nở không thể nào ngăn được. Mặt lão ướt đẫm, nước mắt rơi lã chã xuống chòm râu rối bời. Hermione hoảng hồn hỏi, bác Hagrid ơi, có chuyện gì vậy? Harry để ý thấy một bức thư, có vẻ bức thư công văn đang nằm ở trên bàn. Cái gì đây bác Hagrid? Lão Hagrid càng khóc dữ hơn, nhưng lão cũng đẩy bức thư về phía Harry. Nó cầm lên đọc to. Thưa ông Hagrid, bộ túc cuộc điều tra của chúng tôi về cuộc tấn công của một con bằng mã và một học sinh trong lớp của ông. Chúng tôi nhận được sự bảo đảm của giáo sư Dumbledore là ông không phải chịu trách nhiệm gì về sự cố đáng tiếc đó. Ron vỗ lên vai Harry nói, chà, vậy là ổn rồi bác Hagrid. Nhưng lão Hagrid vẫn tiếp tục thổn thức và phẩy một trong hai bàn tay kết xù của lão ra hiệu cho Harry đọc tiếp. Tuy nhiên, chúng tôi phải ghi nhận mối quan tâm của chúng tôi về vấn đề bằng mã. Chúng tôi đã quyết định xem xét đến thư khiếu nại chính thức của ông Lucius Malfoy, và vì vậy, vấn đề này sẽ được đưa ra Ủy ban bài trừ sinh vật nguy hiểm. Phiên tòa sẽ diễn ra vào ngày 20 tháng 4, và chúng tôi yêu cầu ông đích thân hiện diện cùng với con bằng mã ở văn phòng của Ủy ban ở London vào ngày hẹn trên. Trong khi chờ tòa xử, con bằng mã phải bị xích lại và cách ly. Kính thư. Cuối thư là một danh sách các ủy viên hội đồng quản trị nhà trường. Ron nói, ái chà, nhưng mà bác nói con Buckbeak đâu phải là một con bằng mã tồi tệ đâu, con cá là nó sẽ qua khỏi thôi. Lão Hagrid lắc đầu nuốt giận, quẹt nước mắt vô ống tay áo. Tại các con chưa biết bọn mặt thú ở cái ủy ban bài trừ sinh vật nguy hiểm đó, họ toàn săn bắt vô đó những sinh vật thú vị. Một âm thanh đột ngột vang lên từ một góc căn chòi của lão Hagrid, khiến Ron, Harry và Hermione cùng quay phắt lại. Con bàn mã Buckbeak đang nằm ở một góc, miệng nhai rào rạo cái gì đó ứa máu ra khắp sàn nhà. Lão Hagrid nấc nghẹn, bác không thể nào mặc nó bị trói ở ngoài kia trong băng tuyết, một thân một mình mà lại đang mùa Giáng sinh. Harry, Ron và Hermione đưa mắt nhìn lẫn nhau, tụi nó chưa bao giờ đồng ý với lão Hagrid về cái mà lão gọi là những sinh vật thú vị, và người khác thì gọi là những quái vật kinh hoàng. Mặt khác, chẳng có vẻ gì có mối nguy hiểm đặc biệt đối với con Buckbeak. Thật ra, theo tiêu chuẩn của lão Hagrid, thì con Buckbeak tuyệt đối xinh xắn dễ thương. Hermione ngồi xuống và đặt bàn tay nhỏ nhắn của mình lên cánh tay khổng lồ của lão Hagrid. Bác Hagrid, bác sẽ phải đưa ra chứng cứ để có được sự bào chữa hùng hồn, còn chắc là bác có thể chứng minh Buckbeak là vô hại. Lão Hagrid vẫn thổn thức. Chẳng thay đổi được gì đâu, lũ quỷ ở ban bài trừ đó, lũ chúng đều đã ngậm miệng ăn tiền tên Lucius Malfoy rồi, sợ hắn quá mà nếu bác thua kiện thì con Buckbeak. Lão Hagrid đưa một ngón tay cứa ngang gần cổ lão, rồi khóc thét lên và lắc lư cái đầu gục tới trước, vụt mặt vào hai cánh tay. Harry hỏi, thầy Dumbledore nói sao về vụ này hở bác Hagrid? Lão Hagrid than thở. Cụ ấy đã làm quá đủ cho bác rồi. Cụ cũng đã có quá đủ nhiều chuyện phiền toái với bọn giám ngục Azkaban chung quanh lâu đài rồi, và Sirius Black thì lại đang lẫn quẩn đâu đây. Ron và Hermione liếc nhanh sang Harry, như thể trong đợi nó mở miệng nhiếc móc lão Hagrid đã không nói cho nó biết sự thật về Sirius Black. Nhưng Harry không thể nào tự khơi mào chuyện đó, nhất là lúc này khi nó đang chứng kiến nỗi sợ hãi và thảm sầu của lão Hagrid. Nó nói, bác Hagrid à, bác đừng chịu thua. Hermione nói đúng đó, bác cần có một bản biện hộ thiệt hay, bác có thể gọi tụi con ra làm nhân chứng mà. Hermione nói một cách chín chắn. Con nhớ chắc là con đã đọc về một vụ án trêu chọc bằng mã, mà con bằng mã được tráng án. Con sẽ tra cứu vụ đó cho bác Hagrid à, để coi chính xác chuyện gì đã xảy ra. Lão Hagrid không rống lên, còn to hơn trước. Harry và Hermione cùng nhìn Ron cầu cứu. Ron nói, cháu đi pha trà nha bác Hagrid. Harry trợn mắt nhìn Ron. Ron nhún vai, nói nhỏ, đó là điều mà mình làm mỗi khi có ai đó buồn khổ. Cuối cùng, sau nhiều lời cam đoan giúp đỡ nhiều hơn nữa từ bọn trẻ, cùng với một tách trà bốc khói đặt trước mặt, lão Hagrid bắt đầu hỉ mũi vô một cái khăn tay có kích thước của một cái khăn trải bàn, rồi nói, các cháu nói đúng, bác không thể kham nổi sự bi lụy, phải tự vực mình lên thôi. Con chó săn Fan dục rè chui ra khỏi gầm bàn, đến đặt đầu nó lên đầu gối của lão Hagrid. Lão vỗ về con Fan bằng một bàn tay, còn tay kia thì quẹt nước mắt tèm lem trên mặt. Lão nói, dạo gần đây bác không còn là chính mình nữa, cứ lo lắng cho con Buckbeak và cái lớp học của bác chẳng còn ai thích nữa. Hermione nói dối trắng trợn, tụi con thích lắm chứ. Ron bắt tréo ngón tay làm dấu hiệu cầu may dưới gầm bàn, nói hùa theo, đúng vậy, những bài học bác dạy hết sức hay ạ. Mấy con nhu trùng ra sao rồi hả bác? Lão Hagrid rầu rĩ nói, chết rồi, tại ăn nhiều rau xà lách quá. Môi của Ron méo xẹo, ôi lẽ nào. Lão Hagrid nói tiếp, và lũ giám ngục Azkaban làm cho bác thấy gớm ghiếc không chịu nổi với đủ thứ chuyện khác. Mỗi lần bác muốn uống một ly bia ở quán Ba Cây Chổi Thần là lại phải đi ngang qua chúng, cứ như là bác bị tống trở vô ngục Azkaban một lần nữa. Lão chợt im lặng, hớp một ngụm trà. Harry, Ron và Hermione ngước nhìn lão nín thở. Tụi nó chưa từng nghe lão Hagrid kể về cái đận lão bị ở trong nhà tù Azkaban một thời gian ngắn trước đây. Sau một khoảnh khắc im lặng, Hermione rụt rè nói, chắc là ở đó kinh khủng lắm hả bác Hagrid? Lão Hagrid lặng lẽ nói, các con không hình dung nổi đâu. Chưa bao giờ đến bất cứ nơi nào giống như chỗ đó. Cứ tưởng bác phát điên lên rồi chứ. Những điều khủng khiếp cứ lởn vởn trong đầu bác riết. Cái ngày mà bác bị đuổi khỏi trường Hogwarts, ngày mà ba của bác qua đời, cái ngày mà bác đã để con Norbert ra đi. Đôi mắt lão Hagrid lại ứa đầy lệ. Norbert là một con rồng nhi đồng mà lão Hagrid từng có được nhờ thắng một ván bài. Chỉ vô nhà ngục Azkaban một thời gian là người ta không còn thực sự nhớ ra được mình là ai nữa. Và người ta không còn thấy ý nghĩa của cuộc sống nữa. Hồi bác ở đó, bác thường chỉ hy vọng mình chết luôn trong lúc ngủ cho rồi. Khi họ thả bác ra, bác thấy như mình đã được tái sinh vậy. Mọi thứ dâng trào trở lại trong người mình. Thật là cảm xúc đẹp nhất thế gian. Các con lưu ý, bọn giám ngục Azkaban không khoái thả bác ra đâu. Hermione nói, nhưng bác vô tội mà. Lão Hagrid khịt mũi. Nghĩ coi, điều đó thì nghĩa lý gì đối với chúng? Chúng cóc cần, miễn sao là có vài trăm con người bị giam cầm với chúng trong đó để chúng cứ việc hút hết niềm tin của họ ra, chứ chúng thì bận tâm quái gì đến chuyện ai có tội hay ai vô tội. Lão Hagrid lặng im một lát, đăm đăm nhìn tách trà của mình, rồi lão nói nhỏ. Nghĩ tới chuyện phải để con Buckbeak ra đi, thử làm cho nó bay trốn đi, nhưng làm sao mà giải thích cho một con bằng mã là nó phải liệu hồn kiếm chỗ trốn đi, mà bác cũng sợ phạm luật. Lão ngước nhìn ba đứa nhỏ, nước mắt lại ràn rụa lăn trên má. bác không bao giờ muốn trở lại nhà ngục Azkaban. Mặc dù chẳng vui vẻ gì, nhưng chuyến viếng thăm lão Hagrid hóa ra lại có cái hiệu quả mà cả Ron và Hermione đều không ngờ. Mặc dù Harry không cách gì quên được Sirius Black, nhưng nó cũng không thể cứ nghiền ngẫm ý tưởng trả thù hoài nếu nó muốn giúp lão Hagrid thắng vụ kiện chống lại ủy ban bài trừ sinh vật nguy hiểm. Hôm sau, Harry, Ron và Hermione cũng vô thư viện và trở về căn phòng sinh hoạt chung trống vắng với cả đống sách nặng ịch mà tụi nó hy vọng có thể giúp ích trong việc soạn một bản bào chữa cho con Buckbeak. Ba đứa nó ngồi trước lò sưởi cháy bập bùng, từ tốn dở từng trang của những bộ sách phủ dày bụi bặm, viết lại những vụ kiện nổi tiếng về những con ác thú cướp bóc, thỉnh thoảng trao đổi vài câu khi tụi nó gặp những điều gì đó có vẻ liên quan. Ở đây có cái này nè, một vụ án vào năm 1722, nhưng mà con Bằng Mã bị kết tội. Ý ẹ, coi họ đã làm gì nó, thật là ghê tởm. Cái này hổng chừng có ít đây, coi nè, một con Manticore có tấn công dã man một kẻ nào đó vào năm 1296, người ta đã để mặc con Manticore đó ra đi. Ồ không, chẳng qua là vì người ta quá khiếp sợ, không ai dám tới gần bắt nó hết. Cùng lúc đó, ở những chỗ khác trong lâu đài, những món đồ trang hoàng Giáng sinh diễm lệ hàng năm đã được dang lên, bất chấp thực tế là cũng chẳng còn mấy đứa học trò ở lại lâu đài để mà thưởng thức chúng. Những chuỗi giấy kim tuyến và nhánh cây tầm gửi treo dọc theo hành lang, ánh sáng huyền bí chiếu rọi ra từ bên trong mỗi bộ áo giáp, và đại sảnh đường thì được trang hoàng như thông lệ bằng 12 cây thông Noel lấp lánh những ngôi sao vàng. Mùi thức ăn ngon lành hấp dẫn tỏa khắp hành lang, và vào đúng đêm Giáng sinh, mùi thơm ngon đó bốc lên càng dữ tợn, đến nỗi con Rasper phải thò mõm ra khỏi nơi trú ẩn trong cái túi áo của Ron để hít thổi làn không khí thơm ngon một cách tràn trề hy vọng. Vào buổi sáng ngày Giáng sinh, Ron đánh thức Harry bằng cách quăng vô đầu nó một cái gối. Ê, quà nè! Harry vớ ngay cặp mắt kiến đeo lên sống mũi, nhíu mắt nhìn xuyên qua khoảng không gian tranh tối tranh sáng để ngó thấy một đống nho nhỏ những gói quà đặt dưới chân giường mình. Còn Ron đã xé toạc lớp giấy gói những món quà phần của nó. Một cái áo len chui đầu nữa của má tặng, lại màu rượu chát nữa. Bồ coi, bồ có bị tặng cái nào không? Harry cũng có một cái. Bà Weasley tặng cho nó một cái áo len chui đầu màu tía, có đan hình một con sư tử Gryffindor trước ngực áo, một tá bánh chưng, thịt băm, cây nhà lá vườn, vài cái bánh Giáng sinh và một hộp kẹo đậu phộng. Khi Harry đặt những món quà này qua một bên, nó ngó thấy một gối dài, ốm, nằm ở dưới cùng. Ron chồm qua nhìn thấy, tay vừa mới mở một gói quà có một đôi vớ cũng màu rượu chát. Nó nói, cái gì vậy? Không biết. Harry xé bao bì cái gói của mình ra và há hốc miệng nín thở trước một cây chổi thần sáng loáng lộng lẫy vừa lăn xuống giường. Ron buông rơi đôi vớ và nhảy phóc ra khỏi giường để ngó cho gần hơn. Nó nói giọng khàn khàn, mình không thể tin được. Đó chính là cây chổi thần hiệu tia chớp, y chang cây chổi thần trong mơ mà Harry đã từng ngày ngày ra đứng ngắm ở hẻm xéo. Cán chổi sáng lấp lánh khi Harry cầm lên, cảm giác cán chổi đang rung lên. Harry bèn buông tay ra, cán chổi cứ dựng đứng trong không trung, không cần ai giữ. Ở một độ cao vừa phải chính xác cho Harry trèo lên cưỡi. Mắt nó ướt từ số đăng ký bằng vàng ở đầu cán chổi xuống tới những nhánh cây dương trơn, láng, thẳng tưng một cách hoàn hảo kết thành cái đuôi chổi. Ron hỏi bằng một giọng chết lặng, ai tặng bồ món quà này vậy? Harry nói, để coi có gửi kèm theo một tấm thiệp không. Ron xé mớ bao bì của cây chổi thần tia chớp ra. Không có gì hết, mèn ơi, ai mà tiêu cả đống vàng cho bồ như vậy chứ? Harry cảm thấy choáng váng. Mình cá là không phải của dì dượng Dursley đâu. Ron bây giờ đi vòng quanh cây chổi thần tia chớp, ngắm nghía từng phân sáng chói của nó. Mình cá là quà của thầy Dumbledore. Có lần thầy đã gửi nặc danh cho bồ tấm áo tàng hình mà. Harry nói, nhưng mà tấm áo tàng hình là quà của ba mình đó chứ, thầy Dumbledore chỉ chuyển giao lại cho mình thôi. Thầy Dumbledore không thể tiêu hàng trăm đồng galleon cho mình được, thầy cũng không thể cho học trò một thứ như vậy. Ron nói, thì chính vì vậy mà thầy không nói ra là của thầy tặng cho bồ, để phòng trường hợp có những thằng như Malfoy phân bì bồ là học trò cưng của thầy. Ê, Harry! Ron bật ra một tràng cười giòn tan. Thằng Malfoy, chờ đó cho đến khi nó nhìn thấy bồ cưỡi cây chổi thần này, nó sẽ phát bệnh như một con heo. Đây là một cây chổi thần tiêu chuẩn quốc tế, đúng vậy. Harry mơn trớn bàn tay dọc theo cây cán chổi thần, lẩm bẩm. Mình không thể nào tin được. Ai nhỉ? Trong khi đó, Ron đã lăn ra giường của Harry mà cười lộn ruột với ý nghĩ về Malfoy. Cố gắng tự kiềm chế, Ron nói. Mình biết rồi, mình biết có thể là ai rồi, thầy Lupin. Cái gì? Harry kêu lên và bắt đầu cười đến tức bụng. Thầy Lupin hả? Nghe nè, nếu mà thầy có nhiều vàng đến như vậy, thì thầy đã có thể tự sắm cho thầy vài bộ áo trùng mới rồi. Ron nói, đúng vậy, nhưng mà thầy thích bồ lắm. Lúc cây chổi thần Nimbus của bồ bị tiêu tùng thì thầy lại đi vắng. Có lẽ thầy nghe nói lại và thầy quyết định đi tới hẻm xéo mua cho bồ cây tia chớp này. Harry ngạc nhiên. Bồ nói thầy đi vắng là ý làm sao? Thầy bị bệnh khi mình đang thi đấu trong trận đó mà. Ron nói, thầy Lupin không có trong bệnh thất. Mình đã ở đó cọ rửa mấy cái bô tiêu tiểu vì bị thầy Blitz phạt cấm túc. Bồ có nhớ không? Harry chau mày nhìn Ron tư lự. Mình không nghĩ thầy Lupin lại đủ tiền mà sắm nổi một món đồ như vậy. Hermione bước vào phòng, mặc đồ ngủ, hai tay bồng con Roxanne. Con mèo này tỏ ra cáu kỉnh hết sức với sợi dây kim tuyến cột vòng quanh cổ nó. Mấy bồ cười gì vậy? Ron vội vã chụp con Jasper tuốt xuống dưới đáy giường và nhét con chuột già khụ ấy vô túi áo ngủ của nó đang mặc. Ron la lên, đừng đem cái con đó lại đây. Nhưng Hermione chẳng thèm nghe. Cô bé thả con Roxanne xuống cái giường trống của Seamus và há hốc miệng trố mắt ngó cây chổi tia chớp. Ôi Harry, ai tặng cho bồ cái đó vậy? Harry nói, ai mà biết, chẳng có cái thiệp nào kèm theo hết. Harry ngạc nhiên hết sức khi thấy Hermione không tỏ ra chút hồi hộp hay tò mò nào trước cái tin này. Ngược lại, mặt Hermione xịu xuống và cô bé cắn môi. Ron hỏi, bồ bị làm sao vậy? Hermione chậm rãi đáp, mình không biết, nhưng có cái gì đó không ổn, đúng không? Ý mình là cái này chắc được coi là một cây chổi xịn, phải không? Ron thở ra một hơi dài bực bội. Nó nói, đây là cây chổi thần tốt nhất trên đời, Hermione ơi. Vậy thì nó phải mắc ghê lắm à? Ron vui vẻ nói, có thể mắc hơn tất cả những cây chổi của cả đội Slytherin gom lại. Hermione nói, vậy thì ai đã gửi cho Harry một món đồ mắc tiền như vậy mà thậm chí không cần cho Harry biết là ai gửi? Ron sốt ruột, cóc cần biết. Ê Harry, cho mình cưỡi thử nó được không? Mình cưỡi nha. Hermione hét thé lên. Mình nghĩ tốt nhất là không ai được cưỡi lên cây chổi đó hết. Harry và Ron cùng nhìn Hermione. Ron nói, vậy chứ bộ tính Harry làm gì với cây chổi đó, đem quét sang à? Nhưng trước khi Hermione kịp mở miệng ra trả lời, thì con Roxanne đã phóng từ trên giường của Seamus lên, nhắm ngay vô ngực áo của Ron. Ron gào lên, đem nó ra khỏi đây ngay. Móng vuốt con Roxanne đã cào rách túi áo ngủ của Ron và con Frasper cuốn cuồng phóng vọt qua vai Ron để mà chạy trốn. Ron tóm được đuôi con Frasper và đá cho một cái vào con Roxanne, không nhắm trước nên con mèo bay một cái vèo đụng vô cái rương đặt ở chân giường Harry, khiến bản thân nó thì ngã vật xuống, còn Ron thì nhảy loi choi tại chỗ, hú lên vì đau do sái khớp chân. Chùm đuôi của con Roxanne bỗng dựng đứng lên, một tiếng huýt sáo nhỏ xoáy óc vang lên khắp phòng. Đó là cây ống kính mách lẻo bỏ túi tự bật ra khỏi chiếc vớ của giường Dursley và đang xoay tuýt, tỏa sáng trên sàn phòng. Harry cúi xuống lượm cây ống kính mách lẻo lên. Mình quên bén nó đi. Mình không đời nào mang đôi vớ đó trừ khi cùng bất đắc dĩ. Cây ống kính mách lẻo vẫn cứ xoay tuýt và rít lên trong lòng bàn tay của Harry. Roxanne thì gừ gừ đe nẹt cây ống kính. Ron giận sôi gan ngồi trên giường Harry xoa bóp mấy ngón chân mình. Tốt nhất là bồ đem con mèo đó ra khỏi đây đi Hermione. Hermione ngoe ngoải bỏ đi ra khỏi phòng. Đôi mắt vàng khè của con Roxanne vẫn nhìn Ron trừng trừng. Ron quay lại cự nữ Harry. Bộ không thể nào làm cho cái đầu đó im được hay sao? Harry nhét cái ống kính mách lẻo trở vô chiếc vớ và quăng nó trở vô cái rương. Bây giờ tất cả âm thanh mà Harry còn có thể nghe thấy được chỉ là tiếng rên rỉ khó nhọc của Ron vì đau đớn và tức giận. Con chuột Grasper thì co rúm lại trong hai tay Ron. Cũng lâu rồi Harry mới thấy một con chuột già ấy chịu ló ra khỏi túi áo của Ron. Harry ngạc nhiên một cách khó chịu khi thấy con Grasper một thời ú na ú nút mà bây giờ chỉ còn da bọc xương, đến lông cũng đã rụng đi từng đốm lớn. Harry nói, coi nó không được khỏe ha. Ron nói, nó bị căng thẳng quá mà. Nếu trái banh lông bự chả ngu ngốc đó chịu để nó yên thì nó đã khỏe lại rồi. Nhưng Harry nhớ lại lời người bán hàng ở tiệm động vật huyền bí nói về chuột, rằng chúng chỉ sống lâu lắm là 3 năm. Harry nghĩ ắt là con Scrapper này phải có những quyền năng mà nó chưa chịu bộc lộ ra, bằng không thì nó đang sống bằng những tháng ngày cuối cùng của đời nó. Và mặc dù Ron luôn miệng phàn nàn là con Scrapper hoàn toàn vô dụng và chán phèo, Harry chắc chắn là Ron sẽ buồn khổ ghê lắm nếu mà con Scrapper chết đi. Tinh thần lễ Giáng sinh rõ ràng là yếu ớt trong phòng sinh hoạt chung của Gryffindor vào buổi sáng ấy. Hermione đã nhốt con Roxanne trong phòng ngủ nữ, nhưng cô bé vẫn còn giận Ron lắm về chuyện Ron đá con Roxanne một cái chí mạng, trong khi Ron thì vẫn tức điên lên về vụ tấn công mới nhất của con mèo Roxanne nhắm vô con chuột Grasper. Harry chịu thua, không làm sao cho hai người đó nói chuyện lại với nhau được. Nó đành dồn tâm trí vô chuyện nghiên cứu cây chổi thần tia chớp mà nó xách theo xuống phòng sinh hoạt chung. Không hiểu vì lý do gì mà chuyện đó có vẻ làm cho Hermione càng thêm điên tiết. Cô bé chẳng thèm nói gì, nhưng cứ uất ức ngó chừng cây chổi, như thể cây chổi ấy đã chê bai con mèo của cô bé. Đến giờ ăn, cả ba đứa xuống đến đại sảnh đường thì thấy những bàn ăn của 4 nhà đã lại được treo hết lên tường, và ở giữa phòng chỉ có mỗi một bàn ăn duy nhất được sắp xếp chỗ ngồi cho 12 người. Các giáo sư Dumbledore, McGonagall, Snape, Root và Flitwick đã ngồi sẵn ở bàn cùng với thầy giám thị Blitz. Thầy Blitz đã thay chiếc áo khoác màu nâu thường mặc hàng ngày bằng một cái áo khoác đuôi tôm trông còn móc meo cũ kỹ hơn cả cái áo cũ. Ngoài nhóm Harry, Ron và Hermione ra, chỉ có 3 học sinh khác, 2 đứa năm nhất trông ra vẻ căng thẳng cực kỳ, và một đứa năm thứ 5 của nhà Slytherin có bộ mặt rầu rĩ vô cùng. Thấy Harry, Ron và Hermione đi gần đến bàn, cụ Dumbledore nói, chúc mừng Giáng sinh vui vẻ, ngồi xuống đi các con, chúng ta chỉ có ít người thôi nên bày biện hết bàn ăn của các nhà thì có vẻ hơi ngu. Harry, Ron và Hermione ngồi xuống bên cạnh nhau ở phía cuối bàn. Nổ pháo lên! Cụ Dumbledore phấn khởi hăng hái nói, rồi đưa thầy Snape cái vòi của một viên pháo đại bác to đùng. Thầy Snape cầm lấy với vẻ bất đắc dĩ rồi giật mạnh cái gòi. Một tiếng nổ đùng vang lên như tiếng súng, viên pháo bay lên tách ra để lộ một cái nón phù thủy chóp nhọn to tướng, trên đỉnh lại có một con kền kền nhồi bông. Harry nhớ ngay đến con ong kẹ, liếc sang bắt gặp ánh mắt Ron, cả hai đứa nhe răng cười. Thầy Snape thì miếm chặt môi mỏng và đẩy cái nón về phía cụ Dumbledore. Cô bạn đổi ngay cái nón pháp sư cụ đang đội trên đầu. Cụ rạng rỡ nhìn quanh bàn và khuyên mọi người, chén thôi. Khi Harry đang lấy món khoai tây nướng cho mình thì cửa vào đại sảnh đường lại mở ra. Giáo sư Trelawney xuất hiện, lướt về phía mọi người như thể đang trượt trên những bánh xe. Bà đã khoác lên người một tấm áo màu xanh lá cây được trang trí bằng hột cườm nhân dịp lễ trọng đại này, khiến cho bà càng trông giống một con ruồi xanh bóng láng bự quá khổ hơn bao giờ hết. Cụ Dumbledore đứng dậy, đây đúng là một ngạc nhiên thú vị cô Sybill à. Giáo sư Trelawney đáp bằng giọng xa xôi huyền bí nhất của bà. Thưa ông hiệu trưởng, tôi đã chiêm nghiệm quả cầu tiên tri và tôi ngạc nhiên nhận thấy mình từ bỏ bữa ăn trưa nhẹ của mình để đến gia nhập với quý vị. Tôi là ai mà dám cãi lại sự định đoạt của số phận nào, vì vậy tôi lập tức vội vàng rời khỏi tháp ngà của tôi và tôi xin quý vị hãy tha thứ cho tôi sự trễ nải này. Đôi mắt của Dumbledore nhấp nháy lấp láy. Đương nhiên rồi, để tôi kéo cho cô ngồi một cái ghế nhé. Và cụ quả thực đã kéo một cái ghế từ trong không trung xuống bằng cây đũa phép của cụ. Cái ghế này vùng vằng vài giây trước khi rớt cái ạch xuống giữa giáo sư Snape và giáo sư McGonagall. Tuy nhiên giáo sư Trelawney vẫn chưa chịu ngồi xuống, đôi mắt bự thô lỗ của bà đảo quanh bàn, và rồi bà đột ngột thốt lên một tiếng kêu như tiếng thét to nho nhỏ. Thưa ông hiệu trưởng, tôi không dám đâu, nếu tôi tham gia bữa tiệc này thì tôi sẽ là người thứ 13, không có gì xui xẻo hơn được nữa. Đừng bao giờ quên rằng khi có 13 người cùng ăn với nhau thì người đầu tiên đứng dậy sẽ là người đầu tiên qua đời. Giáo sư McGonagall sốt ruột. Chúng ta thử liều xem sao, cô Sybill. Cô làm ơn ngồi xuống cho, món gà tây sắp nguội như đá rồi. Giáo sư Trelawney ngập ngừng rồi an tọa trên cái ghế trống, mắt nhắm lại, miệng miếm chặt, như thể cầu mong cho sấm sét đánh ngay vô cái bàn ăn. Giáo sư McGonagall thọc một cái muỗng bự chản vô liễn đồ ăn gần nhất hỏi, dùng món lòng bò không cô Sybill? Giáo sư Trelawney phớt lờ giáo sư McGonagall. Bà lại mở mắt ra nhìn quanh một lần nữa và nói, nhưng còn giáo sư Lupin thân mến đâu rồi? Cụ Dumbledore vừa ra dấu cho mọi người cứ thoải mái ăn uống vừa nói, tôi e là ông giáo khốn khổ ấy lại phát bệnh mất rồi, thiệt là không gì xui xẻo bằng khi bệnh ấy lại phát ra đúng vào ngày Giáng sinh. Giáo sư McGonagall nhướng mày lên hỏi, nhưng mà chắc cô đã tiên tri được việc đó trước rồi chứ hả cô Sybill? Giáo sư Trelawney ném cho giáo sư McGonagall một cái nhìn lạnh lùng. Giọng bà đan lại. Đương nhiên là tôi biết trước chứ, chị Minerva, nhưng người ta đâu có rêu rao cái thực tế mình là người biết tất cả. Tôi thường cư xử như thể tôi không hề bị ám ảnh bởi nội nhãn để khỏi khiến người khác phải hoảng hồn. Giáo sư McGonagall đáp một cách chua chát. Ra vậy, cái đó giải thích được nhiều điều đây. Giọng của giáo sư Trelawney đột ngột trở nên bớt đi rất nhiều sự mập mờ huyền bí. Chị Minerva, chị phải biết là tôi đã tiên đoán rằng giáo sư Lupin sẽ không ở lại với chúng ta lâu đâu. Chính bản thân ông ấy cũng ý thức rằng thời gian của ổng ngắn lắm. Khi ông đưa cho ổng quả cầu pha lê, ổng đã tránh né một cách cực kỳ bối rối. Giáo sư McGonagall nói cộc lốc. Chỉ tưởng tượng. Cụ Dumbledore lên tiếng, nghe hồ hởi phấn khởi, tuy cũng có hơi cao giọng một tí để chấm dứt câu chuyện giữa giáo sư McGonagall và giáo sư Trelawney. Tôi chắc chắn là giáo sư Lupin không bị mối hiểm nguy cấp thời nào đâu. Thầy Snape, thầy đã bào chế thêm thuốc đặc trị cho thầy Lupin rồi chứ? Thầy chủ nhiệm nhà Blythery nói. Rồi, thưa ông hiệu trưởng. Cụ Dumbledore nói. Vậy là tốt, rồi thầy ấy sẽ sớm bình phục thôi. Kìa, Torek, con đã thử qua món xúc xích ăn lê này chưa? Món này ngon hết sảy. Được thầy hiệu trưởng nói chuyện trực tiếp, thằng nhóc năm thứ nhất đỏ bừng mặt như gất chín. Nó đưa hai tay run lẩy bẩy nhận cái đĩa xúc xích của Dumbledore đưa cho. Giáo sư Trelawney cư xử gần như bình thường cho đến cuối bữa tiệc kéo dài suốt 2 tiếng đồng hồ. Nò nê đến bể bụng được sau bữa tiệc sinh nhật. Harry và Ron cùng đứng dậy trước tiên và giáo sư Trelawney ré lên. Quỷ thần ơi, đứa nào trong hai trò đứng dậy trước tiên hả? Đứa nào? Ron đáp, đưa mắt nhìn Harry vẻ khó chịu. Con không biết. Giáo sư McGonagall lạnh lùng bảo, tôi chắc chắn là ai đứng dậy trước cũng không có gì khác nhau, trừ khi có một thằng điên phát búa đang đứng đợi ngoài cửa để làm thịt kẻ đầu tiên đi qua tiền sảnh. Đến Ron cũng bật cười, giáo sư Trelawney tỏ ra bị xúc phạm ghê gớm. Harry nói với Hermione, đi chưa? Hermione lào bầu. Chưa, mình còn mấy lời cần thưa với giáo sư McGonagall. Ron ngáp khi cùng đi với Harry ra tiền sảnh, nơi tuyệt đối không có một thằng điên phát búa nào đứng chực sẵn. Ron nói, chắc là con nhỏ đó tìm cách học thêm vài môn nữa. Khi hai đứa đi tới cái lỗ chân dung thì thấy ngài Conagran vẫn còn đang vui vầy yến tiệc Giáng sinh với hai thầy tu và nhiều vị hiệu trưởng tiền nhiệm của trường Hogwarts, cùng cả con lừa béo của ngài nữa. Ngài đội mũ giáp, kéo tấm che mặt lại và bưng cả hũ rượu mật ong lên chúc mừng. Giáng sinh, hít, vui vẻ, mật khẩu. Ron đáp, chó điên. Ngài Đô Coran rống lên và xin chúc mừng ngài điều tương tự. Tấm tranh lẳng qua một bên để cho Ron và Harry chui vô. Harry đi thẳng lên phòng ngủ để lấy cây chổi thần tia chớp và bộ dụng cụ quản chổi thần mà Hermione đã tặng nhân ngày sinh nhật của Harry. Đem tất cả xuống lầu và thử kiếm chuyện gì đó để chăm chút cây chổi tia chớp. Tuy nhiên, chẳng có tới một cọng chổi rối để mà chải gỡ, và cán chổi thì đã sáng choang và bóng lộn đến nỗi không thể nào đánh bóng thêm được nữa. Harry và Ron chỉ còn cách ngồi mà ngắm nghía ngưỡng mộ từng góc của cây chổi, cho đến khi cái lỗ chân dung lại được mở ra và Hermione chui vào, theo sau là giáo sư McGonagall. Mặc dù giáo sư McGonagall là giáo sư chủ nhiệm nhà Gryffindor, nhưng từ trước tới nay Harry chỉ thấy bà vô phòng sinh hoạt chung một lần mà thôi, và lần đó bà vô để thông báo một điều kinh khủng. Harry và Ron đều tròn mắt nhìn giáo sư McGonagall. Tay Harry nắm chặt cán chổi tia chớp. Hermione đi vòng qua tụi nó, ngồi xuống, cầm cuốn sách gần nhất lên và vùi đầu vô sách mà đọc. Giáo sư McGonagall nói nhỏ nhẹ nhưng rõ từng tiếng một. Ra là nó đó. Giáo sư đi qua phía trước lò sưởi để đến gần ngắm nghía cây chổi thần chăm chút. Hermione vừa mới báo cho cô biết là trò được gửi tặng một cây chổi thần, phải không Harry? Harry và Ron cùng ngoái đầu nhìn lại Hermione. Tụi nó có thể thấy bên trên cuốn sách bị cầm ngược, phần trán nhô lên của cô bé đang ửng đỏ. Giáo sư McGonagall nói, cô có thể xem được không? Nhưng bà không cần đợi câu trả lời, đã kéo cây chổi ra khỏi tay hai đứa nhỏ. Bà cẩn thận kiểm tra từ đầu cán chổi đến tận mút đuôi chổi. Không có thư hay thiệp gì kèm theo hết sao Harry? Harry ngay ra đáp, thưa cô, không ạ. Giáo sư McGonagall hỏi, cô hiểu, thôi thì Harry à, cô e là cô phải tịch thu cây chổi này. Cái gì? Tại sao ạ? Harry suýt khuỵu chân té. Giáo sư McGonagall nói, nó cần được kiểm tra bùa ếm ngải thư. Dĩ nhiên là cô không phải chuyên viên, nhưng cô dám nói là bà Hood và giáo sư Flitwick sẽ trừ giải được nó. Trừ giải nó? Ron lặp lại, như thể nó nghĩ giáo sư McGonagall điên rồi. Giáo sư McGonagall nói tiếp, chỉ trong vài tuần lễ là xong, lúc đó trò có thể nhận lại cây chổi nếu kết quả kiểm tra chắc chắn là nó không bị ếm bùa hay thư ngải gì hết. Harry nói giọng hơi run, thưa cô, thiệt tình nó không có bị trù ếm gì đâu ạ. Giáo sư McGonagall ân cần bảo, con không thể biết chắc chắn điều đó đâu Harry, chỉ tới khi nào con bị nổ tung ra một cách dễ dàng, cho nên cô e là cho đến khi chúng ta chưa biết chắc là nó có bị trù ếm hay không thì chúng ta vẫn không thể coi thường việc này được. Cô sẽ báo tin cho con biết tình hình cây chổi sau. Giáo sư McGonagall xoay gót và đem cây chổi thần tia chớp theo, chui qua cái lỗ chân dung. Harry đứng sững nhìn theo bà. Cái hộp xi đánh bóng hoàn tất chất lượng cao vẫn còn nắm chặt trong tay, nhưng Ron thì quay lại vặt Hermione. Trò mét của McGonagall để làm gì hả? Hermione quẳng cuốn sách qua một bên, mặt cô bé vẫn còn đỏ hồng, nhưng cô bé đứng thẳng, mặt đối mặt với Ron một cách thách thức. Bởi vì tôi nghĩ, và giáo sư McGonagall cũng đồng ý với tôi, rằng cái chổi đó có thể do chính Sirius Black gửi cho Harry. Chương 12. Thần hộ mệnh. Harry biết Hermione McGonagall về chuyện cây chổi thần tia chớp là có ý tốt cho nó, nhưng nó vẫn không thể không nổi sùng với cô bé. Nó chỉ mới làm chủ được cây chổi thần xịn nhất thế giới trong vòng có mấy tiếng đồng hồ ngắn ngủi. Thế mà giờ đây, chỉ tại vì Hermione xíp vô, nó đã không thể biết là liệu nó có còn được nhìn thấy cây chổi đó một lần nữa hay không. Nó đoan chắc là cây chổi của nó chẳng hề bị trù ếm gì hết. Nhưng một khi mà cây chổi bị đem đi giải trừ bằng đủ các loại kiểm tra chống bùa ếm ngải thư, thì liệu nó có còn ra hồn cây chổi thần nữa chăng? Ron cũng giận điên lên với Hermione. Theo nó thì giải trừ một cây chổi hàng hiệu tia chớp còn Ron thì không khác gì phạm một tội ác hình sự. Hermione thì vẫn đinh ninh là mình đã làm điều tốt nhất phải làm, nhưng cô bé tránh ngồi trong phòng sinh hoạt chung với Harry và Ron. Hai đứa này cho là cô bé đã tìm nơi ẩn náu trong thư viện, và tụi nó cũng không thèm thử dỗ cô bé quay trở lại phòng sinh hoạt chung làm gì. Thành ra cả ba đứa tụi nó đều vui mừng khi thấy tất cả học sinh khác cùng quay trở về trường sau ngày lễ năm mới, và tháp Gryffindor lại trở nên đông đúc ồn ào. Vào cái đêm trước khi học kỳ mới bắt đầu, Wood tìm Harry để nói chuyện. Giáng sinh vui không? Chẳng cần đợi Harry trả lời, Wood ngồi xuống hạ thấp giọng. Anh đã suy nghĩ kỹ suốt lễ Giáng sinh Harry à. Sau trận đấu lần trước, em biết đó, nếu bọn giám ngục Azkaban lại kéo tới trận đấu kế. Ý anh là chúng ta không thể để cho em... thì... Wood đột nhiên ngừng lại, trông lúng ta lúng túng. Harry bèn nói nhanh. Em đang khắc phục chuyện đó. Giáo sư Lupin nói là thầy có thể dạy em cách xua đuổi bọn giám ngục Azkaban. Thầy sẽ bắt đầu dạy em từ tuần này. Thầy nói thầy sẽ có thì giờ rảnh sau lễ Giáng sinh. Wood kêu lên một tiếng. À, vẻ mặt anh bớt căng thẳng thấy rõ. Vậy hả? Nếu như vậy thì... Anh thực sự đâu có muốn mất một tầm thủ như em đâu Harry. Mà em đã đặt mua một cây chổi mới chưa? Harry nói, chưa. Cái gì? Em phải làm gấp lên đi chứ. Em biết mà, em đâu có thể cưỡi cây sao sẹt mà đấu lại tụi nhà Ravenclaw. Ron chen vô. Nó mới được tặng một cây tia chớp hồi lễ Giáng sinh. Một cây tia chớp? Giỡn hả? Nói thiệt không đó? Một cây tia chớp thiệt hả? Harry rầu rĩ nói. Anh Oliver đừng háo hức quá, em không còn được giữ nó nữa rồi, nó đã bị tịch thu. Rồi Harry giải thích toàn bộ câu chuyện tại sao và làm thế nào mà cây chổi thần tia chớp của nó đang bị giải trừ bùa ếm ngải thư. Bùa ếm ngải thư hả? Làm sao cây chổi có thể bị thư ếm chứ? Harry đáp bằng một giọng yếu ớt. Sirius Black, người ta cho là hắn đang săn đuổi em, vì vậy cô McGonagall cho là rất có thể hắn gửi cái đó cho em. Gạt qua một bên cái thông tin rằng có một tên sát nhân nổi tiếng đang săn đuổi tầm thủ của mình, Wood nói. Nhưng Black không thể nào mà mua nổi một cây chổi thần tia chớp, hắn đang bị truy nã mà. Cả nước này đang theo dõi rình bắt hắn, làm sao hắn có thể bước vô một tiệm bán thiết bị Quidditch chất lượng cao mà mua một cây chổi thần? Harry nói, em biết, nhưng cô McGonagall vẫn muốn giải trừ cho cây chổi. Wood tái nhợt đi, anh hứa. Anh sẽ đi thưa chuyện với cô, anh sẽ làm cho cô hiểu ra lẽ. Một cây tia chớp thực sự trong đội của chúng ta. Cô cũng muốn cho đội Gryffindor thắng y như chúng ta muốn vậy. Anh sẽ làm cho cô hiểu ra lẽ, một cây tia chớp. Hôm sau những buổi học của học kỳ 2 bắt đầu, sáng tháng Giêng lạnh căm căm thì chỉ người nào không còn chuyện gì khác để làm mới cảm thấy thích ra sân trường để học môn chăm sóc sinh vật quyền bí. Nhưng lão Hagrid đã bày ra một đống lửa đầy những con kỳ nhông để mua vui cho bọn trẻ, nên tụi nhỏ được trải qua một buổi học vui vẻ khác thường. Đi mót củi khô và lá khô để bỏ vô đống lửa cho cháy sáng thêm, trong khi mấy con vật mê lửa thuộc nòi giống thằn lằn ấy cứ khoái trá bò lên bò xuống mấy khúc củi vụn đến nóng phỏng da người. Bài học tiên tri của học kỳ mới thì lại không được vui bằng. Giáo sư Trelawney bây giờ dạy qua tới môn bó chỉ tay, và bà không phải mất thì giờ lâu lắc mới chỉ ra được cho Harry thấy là nó có đường sinh đạo ngắn nhất mà bà từng nhìn thấy lần đầu tiên trong đời. Chỉ có lớp học phòng chống nghệ thuật hắc ám là nơi mà Harry hăng hái đi học nhất. Sau buổi nói chuyện với Wood, Harry muốn bắt đầu học ngay cách phòng chống giám ngục Azkaban càng sớm càng tốt. Cuối buổi học, Harry nhắc giáo sư Lupin về lời hứa của thầy. Thầy nói, phải, để thầy xem. 8 giờ tối thứ Năm được không? Phòng học môn lịch sử pháp thuật chắc đủ rộng. Thầy sẽ suy nghĩ cẩn thận xem chúng ta sẽ dạy về học môn này như thế nào. Chúng ta không thể đem một viên giám ngục Azkaban vô trong tòa lâu đài để thực tập. Khi đi xuống hành lang để đến phòng ăn tối, Ron nói, thầy có vẻ vẫn còn bệnh phải không? Buồn nghĩ thầy bị gì vậy? Đằng sau hai đứa bỗng vang lên một tiếng chắc lưỡi sốt ruột nghe rõ to. Đó chính là Hermione. Cô bé đang ngồi dưới chân của một bộ áo giáp, sắp xếp lại cái cặp táp xúc sổ của mình. Cái cặp đầy nhóc sách để nổi không thể nào đóng lại được. Ron nói với giọng cáu kỉnh, trò chắc lưỡi với tụi này để làm gì vậy? Chẳng để làm gì hết. Hermione đáp bằng giọng kiêu kỳ, lại quẳng cái cặp nặng ịch của cô bé lên vai. Ron nói, có đó chứ, khi tụi này đang thắc mắc về bệnh của thầy Lupin thì trò chắc lưỡi. Với vẻ trịch thượng chọc người ta điên lên được, Hermione nói, chà, chuyện đó chẳng quá rõ ràng sao? Ron đổ quạo, nếu trò không muốn nói cho tụi này biết thì khỏi nói. Tốt. Hermione kênh kiệu ngẩng cao đầu bước đi một nước. Ron tức tối ngó theo Hermione. Nó cũng chẳng biết gì hơn đâu, nó chỉ giả bộ để bắt chuyện lại với tụi mình thôi. Vào lúc 8 giờ tối thứ Năm, Harry rời phòng sinh hoạt chung Gryffindor để đến phòng học môn lịch sử pháp thuật. Tới nơi, phòng học trống vắng và tối thui. Harry bèn dùng đũa phép thắp đèn sáng lên. Nó chỉ phải chờ chừng 5 phút là thầy Lupin đến, xách theo một cái lồng thật to được bao bọc cẩn thận. Thầy nhấc cái lồng đặt lên trên bàn giáo sư Lupin. Harry hỏi, thưa thầy, cái gì vậy? Thầy Lupin cởi áo khoác ra đáp, một ông kẻ khác. Thầy đã lùng sục khắp lâu đài từ hôm thứ Ba. Cũng may là thầy tóm được con này trốn trong một ngăn tủ hồ sơ của thầy Filch. Đây là thứ nhái theo giám ngục Azkaban gần giống nhất rồi đó. Ông kẹ sẽ biến thành một viên giám ngục Azkaban khi nó nhìn thấy con. Thế nên con có thể thực hành chống cự lại nó. Khi nào không xài đến nó thì thầy nhốt nó trong phòng của thầy. Có một cái hộc tủ dưới gầm bàn làm việc của thầy mà chắc ông kẹ sẽ khoái lắm. Dạ được, Harry nói, cố gắng làm ra vẻ nó không hề sợ hãi chút nào hết, mà chỉ vui mừng là thầy Lupin đã tìm ra được một kẻ thế gia giám ngục Azkaban hay như vậy. Giáo sư Lupin rút ra cây đũa phép của thầy, ra dấu cho Harry làm theo thầy. Thầy nói, vậy thì câu thần chú mà thầy sẽ thử đọc và dạy cho con là một pháp thuật cao cấp Harry à, cao cấp hơn hẳn trình độ phù thủy thường đẳng, nó được gọi là bùa hộ mệnh. Harry lo lắng hỏi, bùa linh nghiệm như thế nào hả thầy? Thầy Lupin nói, nếu bùa được xài đúng thì nó sẽ làm hiện ra một vị thần hộ mệnh. Vị thần này là một loại thần bảo vệ, chống lại giám ngục Azkaban. Thần sẽ che chắn giữa con và những giám ngục Azkaban. Harry bỗng mường tượng hình ảnh mình khép nép phía sau một hình thù to cành càng như lão Hagrid, tay cầm một cây gậy bự chảng. Giáo sư Lupin tiếp tục giảng giải. Thần hộ mệnh là một loại sức mạnh tích cực, là hiện hình của chính những thứ mà giám ngục Azkaban đã ăn tươi nuốt sống, hy vọng, hạnh phúc, khát vọng sống còn. Nhưng vì thần hộ mệnh không bao giờ cảm thấy tuyệt vọng như con người thực, nên giám ngục Azkaban không bao giờ có thể làm hại được. Nhưng mà thầy phải lưu ý con, Harry à, rằng bùa hộ mệnh là quá cao so với trình độ của con. Nhiều người đạt trình độ pháp sư mà còn thấy khó khăn khi xài tới bùa hộ mệnh. Harry tò mò, thần hộ mệnh trông ra làm sao hả thầy? Tùy theo cách mỗi phù thủy làm hiện hình sức mạnh mà thần hộ mệnh của phù thủy ấy có hình dạng độc đáo riêng. Và làm sao thầy làm cho thần hộ mệnh hiện hình được? Bằng cách niệm một câu thần chú, mà câu thần chú này chỉ linh nghiệm khi nào con hết sức tập trung tâm trí vào chỉ một kỷ niệm vô cùng hạnh phúc mà thôi. Harry cố nhớ lại một kỷ niệm hạnh phúc. Chắc chắn là không có gì xảy đến với nó suốt thời gian ở nhà dì dưỡng Dursley, có thể coi là kỷ niệm hạnh phúc rồi. Cuối cùng nó quyết định chọn hạnh phúc nhất đời nó là lần đầu nó được cởi lên cán một cây chổi thần. Nó cố gắng hết mình để nhớ chính xác cái cảm giác sung sướng trào dâng kỳ diệu trong lòng nó lúc đó. Nó nói, thưa thầy, con chuẩn bị rồi ạ. Thầy Lupin tằng hắn cổ họng. Câu thần chú như vậy: Expecto Patronum. Chú thích, có nghĩa là hú hồn thần hộ mệnh. Hết chú thích. Harry nín thở lặp lại: Expecto Patronum, Expecto Patronum. Con đã ra sức tập trung vô ký ức hạnh phúc của con chưa? Dạ rồi ạ. Harry nhanh chóng buộc tất cả suy nghĩ của mình hướng vào chuyến bay lượn đầu tiên trên cây chổi thần. Nó lẩm nhẩm: Expecto Patronum. Ý lộn, Patronum. Quên làm lại: Expecto Patronum, Expecto Patronum. Có cái gì đó thình lình xịt ra từ cây đũa phép, trông giống như làn khí óng ánh bạc. Harry hồi hộp hỏi: Thầy có thấy cái đó không? Có cái gì đó mới xảy ra. Thầy Lupin mỉm cười, giỏi lắm. Vậy thì ngay bây giờ, con chuẩn bị sẵn sàng để thử chống lại một giám ngục Azkaban chưa? Harry nắm chặt cây đũa phép đáp: Thưa thầy, sẵn sàng rồi ạ. Harry bước ra đứng giữa phòng học trống trải. Nó cố gắng giữ cho đầu óc mình luôn nghĩ đến chuyện bay lượn. Nhưng có một cái gì đó không hề được mời mọc, chờ đợi mà cứ xộc vô đầu nó. Bây giờ cứ mỗi giây nó lại nghe thấy tiếng má nó gào khóc. Nhưng nó đâu có nên nghĩ tới má nó lúc này. Hay nó cứ nghe lại tiếng khóc của má nó dù nó không muốn, hay là sâu trong lòng nó vẫn muốn. Thầy Lupin nắm cái nắp của cái lồng và dở ra. Một giám ngục Azkaban từ từ trồi lên từ cái lồng, hướng bộ mặt bịt kín của hắn về phía Harry. Một bàn tay sứt sẹo đóng dậy lấp lánh của hắn nắm chặt vạt áo trùm. Đèn đóm trong phòng học cháy bập bùng rồi tắt lịm. Tên giám ngục Azkaban bước ra khỏi cái lồng và bắt đầu lặng lẽ lướt về phía Harry. Hít một hơi thở sâu phát ra âm thanh khò khè. Từ hắn toát ra một luồng khí lạnh ghê gớm phủ trùm Harry. Harry thét lên: Expecto Patronum, Expecto Patronum, Expecto. Nhưng cả lớp học lẫn tên giám ngục Azkaban đều nhòa đi, tan ra. Harry lại một lần nữa ngã xuống vùng sân trắng dày mịt, và giọng gào khóc của má nó lại vang lên, rõ rệt hơn bao giờ hết, vang ngay bên trong đầu nó. Đừng giết Harry, đừng giết Harry, làm ơn, tôi sẽ làm bất cứ điều gì. Tránh ra con mụ kia. Harry! Harry tỉnh lại, nó đang nằm ngửa trên sàn phòng học. Đèn trong phòng đã được thắp sáng trở lại. Harry thấy không cần phải hỏi chuyện gì đã xảy ra. Nó ngồi dậy, cảm thấy mồ hôi lạnh rịn ra, lăn xuống sau cặp mắt kính. Nó nói nhỏ, con xin lỗi thầy. Thầy Lupin hỏi, con có sao không? Harry vịn vô một cạnh bàn giấy, gượng đứng lên, rồi ngay lập tức lại dựa vào đó. Dạ. Thầy Lupin đưa cho nó một con nhái sô-cô-la. Đây, con ăn đi, rồi chúng ta thực tập lại lần nữa. Thầy không hề đòi hỏi con phải thành công ngay từ lần đầu. Thiệt tình thì thầy sẽ sửng sốt lắm đấy, nếu như con chỉ làm một lần mà đạt kết quả ngay. Harry cắn một miếng sô-cô-la lẩm bẩm. Càng lúc càng tồi tệ hơn. Lần này con có thể nghe tiếng má con rõ hơn và tiếng của hắn, Voldemort. Trông thầy Lupin còn xanh xao hơn cả mọi thường. Harry à, nếu con không muốn tiếp tục thì thầy không chỉ thông cảm mà còn... Harry nhét nốt phần còn lại của cục nhái sô-cô-la vô miệng, nói một cách quyết liệt. Con làm lại mà, con phải làm cho được, chứ nếu bọn giám ngục Azkaban lại xuất hiện ở trận đấu với đội Ravenclaw thì biết làm sao. Con không thể để cho mình té nhào lần nữa được. Nếu tụi con thua trận này thì tụi con mất luôn hy vọng giành cúp Quidditch. Thầy Lupin nói, vậy thì được, có lẽ con cần lựa lại một kỷ niệm hạnh phúc khác. Ý thầy nói là con cần tập trung vào. Niềm hạnh phúc vừa rồi chưa đủ mạnh mẽ lớn lao để chống chọi. Harry suy nghĩ thật kỹ và quyết định chọn lúc nhà Gryffindor giành được danh hiệu vô địch nhà vào năm ngoái là lúc mà nó vui sướng nhất. Lại nắm chặt cây đũa phép, Harry đứng vào vị trí của mình ở giữa phòng học. Thầy Lupin nắm lấy cái nắp lồng, hỏi, sẵn sàng chưa? Harry đáp, dạ, sẵn sàng rồi. Nó cố gắng nhét đầy đầu óc bằng những ý tưởng vui tươi về chiến thắng của nhà Gryffindor, chứ không phải bằng những suy nghĩ u ám về cái điều sắp sửa xảy ra một khi cái nắp lồng được mở ra. Thầy Lupin dở nắp lồng bảo, bắt đầu. Căn phòng lại một lần nữa trở nên lạnh buốt và tối tăm. Tên giám ngục Azkaban lướt tới trước, rít lên hơi thở khò khè. Một bàn tay lở lói vươn về phía Harry. Harry thét, Expecto Patronum! Expecto Patronum! Expecto Pa! Sương trắng làm mờ mịt mọi giác quan của nó. Những hình thù to kình nhòa nhạt di chuyển chung quanh, rồi vang lên một giọng nói, giọng đàn ông thét lên trong hoảng loạn. Lily, bồng Harry chạy đi, chính là hắn, đi, chạy đi, anh sẽ cầm chân hắn. Tiếng quai đó trượt ngã đổ xuống phòng, một cánh cửa mở bung ra, tiếng cười với âm sắc cao vang lên khanh khách. Harry, Harry, tỉnh dậy đi con. Thầy Lupin đang vỗ mạnh vào mặt Harry để lay tỉnh nó. Lần này, phải mất cả phút sau, Harry mới hiểu được tại sao nó lại nằm sóng xoài trên sàn lớp học bụi bặm. Nó lẩm bẩm. Con nghe tiếng của ba con. Lần đầu tiên con nghe được tiếng nói của ba con. Ba đã tự liều mình chiến đấu với Voldemort để cầm chân hắn cho má bồng con chạy trốn. Harry bỗng nhận ra trên gương mặt mình có cả nước mắt hòa quyện với mồ hôi. Nó cúi mặt thiệt thấp để chùi mặt vô tấm áo chùng, giả đò như đang cúi xuống để cột lại dây giày, để cho thầy Lupin khỏi nhìn thấy. Thầy Lupin nói bằng một giọng rất lạ. Con nghe tiếng anh James à? Harry ngước gương mặt đã lâu ráo lệ nhìn thầy Lupin ngạc nhiên. Dạ, tại sao? Thầy đâu có quen với ba của con hả thầy? Thầy Lupin nói. Có chứ. Thực ra thầy với ba con là bạn học ở trường Hogwarts. Harry à, con nghe đây, có lẽ chúng ta nên dừng bài học tối nay ở đây. Bùa hộ mệnh đúng là đòi hỏi phải cao tay ấn, lẽ ra thầy không nên đẩy con vô tình trạng như thế này. Không! Harry la lên, nó lại ngồi bật dậy ngay. Con sẽ thực tập thêm một lần nữa, có lẽ những kỷ niệm con nghĩ đến không đủ vui để át đi nỗi sợ, vì vậy cho nên, thầy chờ con một chút. Nó lục lọi trí nhớ, một ký ức thực sự hạnh phúc, một hạnh phúc mà nó có thể dùng để biến thành một thần hộ mệnh đủ mạnh. Chính là cái khoảnh khắc mà nó lần đầu tiên khám phá ra nó là một phù thủy và sẽ được rời nhà dưỡng Dursley để đi học ở trường Hogwarts. Nếu đó không phải là một ký ức hạnh phúc thì thiệt tình nó cũng không biết còn điều gì có thể làm cho nó vui sướng hơn. Vẫn hết sức tập trung nghĩ đến tâm trạng của nó vào cái lúc mà nó hiểu ra mình sẽ được rời khỏi ngôi nhà ở đường Private Drive. Harry đứng lên và một lần nữa quay mặt về phía cái lồng. Thầy Lupin hành động như thể ông đang làm một điều mà ông thấy là không nên làm chút nào. Sẵn sàng chưa? Tập trung hết sức chưa? Được, bắt đầu. Thầy dỡ nắp lồng ra lần thứ ba và tên giám ngục Azkaban lại trồi ra khỏi lồng, căn phòng lại buốt giá và tối sầm. Harry thét, Expecto Patronum, Expecto Patronum, Expecto Patronum. Tiếng gào thét bên trong đầu Harry cũng bắt đầu vang lên lần nữa. Nhưng lần này nó nghe như thể âm thanh ấy phát ra từ một cái máy phát thanh đã bị hư loa. Tiếng kêu nhỏ dần, rồi lớn dần, rồi lại nhỏ dần. Harry vẫn còn có thể nhìn thấy tên giám ngục Azkaban. Hắn đã đứng lại và một cái bóng màu trắng bạc khổng lồ chợt tỏa ra từ đầu đũa phép của Harry, rồi lừng lững án giữa Harry và tên giám ngục. Và mặc dù chân cẳng đã nhũng ra như nước, Harry vẫn còn đứng được. Tuy nó cũng không biết là sẽ cầm cự được bao lâu. Giáo sư Lupin lao tới trước cầm lên, Ridiculous! Một tiếng nổ lớn vang lên, vị thần hộ mệnh bằng mây của Harry biến mất cùng với tên giám ngục Azkaban. Harry ngồi thụp xuống một cái ghế, cảm thấy kiệt sức như vừa chạy cả một dặm đường, chân cẳng run lẩy bẩy. Harry liếc thấy giáo sư Lupin đang dùng đũa phép để tống ông kẹ trở vô cái lồng ràng rịch kín mít. Một lần nữa ông kẹ đã lại biến thành một trái cầu bạc. Thầy Lupin sải bước đến chỗ Harry đang ngồi, thầy nói, xuất sắc, giỏi lắm đó Harry, mới làm mà được như vậy là cừ lắm đó con. Mình có thể thực hành một lần nữa không thầy, một lần nữa mà thôi. Thầy Lupin cương quyết, bây giờ thì không được, một buổi tối mà con học được nhiều đó là đủ rồi. Đây, thầy đưa cho Harry một phong sô-cô-la bự chảng loại ngon nhất của tiệm công thức mật. Ăn hết đi con, chứ không thì bà Pomfrey lại nhằn thầy đến thấu xương luôn ấy. Tuần sau cũng giờ này nhé. Harry đáp, dạ. Nó cắn một miếng sô-cô-la thiệt bự, rồi nhìn thầy Lupin tắt mấy ngọn đèn mà thầy đã thắp lại sau khi tên giám ngục Azkaban biến đi. Một ý tưởng chợt nảy ra trong trí Harry, nó nói, thưa thầy Lupin, nếu như thầy biết ba con, thì ắt thầy cũng biết Sirius Black chứ. Thầy Lupin quay lại thật nhanh, giọng thầy nó sắc lẻm đến khó nghe. Sao con có ý nghĩa đó? Chẳng có gì đâu ạ. Ý con nói, con chỉ biết rằng Sirius Black và ba con cùng là bạn ở trường Hogwarts. Gương mặt thầy Lupin dường như giãn ra, thầy nói, ừ, thầy có biết Black, hoặc ít ra thầy nghĩ thầy có biết. Khuya rồi, con nên rời khỏi chỗ này thôi Harry à. Harry rời khỏi phòng học, đi dọc hành lang và vòng qua một góc tường, đoạn quay lại một khúc quanh sau một bộ giáp sắt, rồi ngồi thụp xuống dưới chân bè tượng mà nhai nuốt cho hết thỏi sô-cô-la. Thầm trách mình phải chi lúc nãy đã không lỡ dại nhắc đến tên Black, bởi vì rõ ràng là thầy Lupin tỏ ra không thích đề tài đó cho lắm. Sau đó Harry lại dơ dẫn nghĩ đến ba và má nó. Nó cảm thấy như nó bị khô liệt và trống rỗng lạ lùng, mặc dù mới ăn đầy một bụng sô-cô-la. Thiệt là khủng khiếp khi nghe thấy những giây phút cuối cùng của ba má được diễn lại trong đầu nó. Nhưng đó là những lần duy nhất mà Harry được nghe tiếng nói của họ. Kể từ hồi đó, nó còn nhỏ xíu. Nó vẫn nữa muốn nghe lại tiếng nói của ba má nó, nhưng nếu vậy, nó sẽ không bao giờ có thể gọi lên được một vị thần hộ mệnh thích hợp. Nó tự nghiêm khắc nói với mình, ba má đã mất rồi, ba má đã chết rồi, thì dù mình có nghe lại giọng âm của ba má cũng không thể làm cho họ sống lại được. Mình phải biết tự kiềm chế nếu mình muốn giành được cúp Quidditch. Harry đứng dậy, nuốt luôn miếng sô-cô-la cuối cùng trong miệng, rồi hướng về tháp Gryffindor. Một tuần sau khi học kỳ 2 bắt đầu thì đội Ravenclaw đấu với đội Slytherin. Đội Slytherin thắng mặc dù rất xích sao. Theo Wood thì đây chính là tin lành đối với Gryffindor, vì nếu Gryffindor mà thắng được Ravenclaw thì sẽ được đứng nhì bảng. Vì vậy Wood tăng số buổi tập của đội nhà lên 5 buổi một tuần. Điều này có nghĩa là tính luôn buổi học chống giám ngục Azkaban của giáo sư Lupin, mà buổi học này còn hao tổn sức lực hơn cả 6 buổi tập Quidditch. Thì Harry chỉ còn đúng một buổi tối trong tuần để làm tất cả những bài tập của mình. Cho dù vậy, Harry cũng không đến nỗi tỏ ra căng thẳng như Hermione. Mỗi bài tập khổng lồ của cô bé này dường như cuối cùng cũng làm quằn vai cô bé. Mỗi tối, không sai chạy đi đâu hết, Hermione luôn luôn ngồi ở một góc phòng sinh hoạt chung, kê nhiều cái bàn lại với nhau để bày kính lên các thứ sách vở bài tập, đồ thị số học, từ điển cổ ngữ Run, và đồ các vật thể nặng nhất lên được của dân McGonagall. và hàng đống tập vở ghi chép thêm. Cô bé hầu như không nói chuyện với ai, và ai mà quấy rầy việc học của cô bé là thế nào cũng bị càu nhàu. Một buổi tối khi Harry đang ngồi làm cho xong bài luận văn khó nuốt về môn độc dược không thể phát hiện được của giáo sư Snape, thì Ron rù rì nói với nó: "Làm sao mà nó làm được vậy nhỉ?" Harry ngẩng đầu lên. Hermione hầu như khuất sau một đống sách cao ngất nghẽo chỉ chực đổ ập xuống. Harry hỏi: "Làm cái gì?" Ron nói: "Dự được hết tất cả các lớp học của nó. Hồi sáng nay mình nghe nó nói chuyện với giáo sư Vector, bà phù thủy toán số. Hai người nói chuyện về bài học ngày hôm qua. Nhưng mà Hermione không thể nào có mặt trong lớp toán đó được, bởi vì nó học chung lớp chăm sóc sinh vật quyền bí với tụi mình vào giờ đó mà. Lại còn Ernie Macmillan nói với mình là Hermione không hề vắng mặt buổi học nào của môn Muggle học. Nhưng mà một nửa số buổi học của môn đó trùng với giờ học môn tiên tri, mà tụi mình có thấy nó vắng buổi học tiên tri nào đâu." Lúc này Harry không có thì giờ đâu để mà đào sâu vào bí mật của cái thời khóa biểu bất khả thi của Hermione. Nó thực sự cần phải tiếp tục làm cho xong bài luận do thầy Snape giao. Nhưng chỉ 2 giờ sau là công việc của nó lại bị gián đoạn, lần này là do Wood. "Tin xấu rồi Harry ơi, anh vừa đến gặp giáo sư McGonagall về vụ cây chổi thần tia chớp của em. Cổ nổi trận lôi đình với anh, cổ nói anh đã đặt sai các ưu tiên của anh rồi, làm như anh coi trọng việc giành cúp Quidditch hơn là lo lắng đến chuyện em sống sót ấy. Cũng tại vì anh lỡ nói với cổ là nếu mà em bắt được Treban Snitch trước thì anh cũng chẳng cần lo tới chuyện cây chổi có quẳng em xuống đất hay không." Cô lắc đầu với vẻ không tin được. "Thiệt tình mà nói, cái kiểu mà cô quắt vào mặt anh khiến em mà nghe thì em có thể tưởng là anh vừa nói điều gì tệ hại khủng khiếp lắm ấy." "Rồi ảnh hỏi cổ vậy chứ cổ sẽ giữ cây chổi đó lại trong bao lâu nữa?" Wood nhăn mặt lại và nhà giọng nói nghiêm trang của giáo sư McGonagall: "Trong thời gian cần thiết Wood à." Rồi anh đổi lại giọng nói với Harry: "Anh cho rằng đã đến lúc em nên đặt mua một cây chổi mới rồi đó Harry. Có một phiếu đặt hàng ở đằng sau cuốn chổi thần nào. Em có thể mua một cây chổi thần Nimbus 2001 giống như cây chổi của Malfoy ấy." Harry thẳng thừng gạt đi: "Em không đời nào đi mua bất cứ thứ gì mà Malfoy cho là xịn." Tháng Giêng chuyển sang tháng 2 một cách mơ hồ khó mà nhận biết được, bởi vì chẳng có chút đổi thay gì trong thời tiết lạnh giá độc địa. Trận đấu của đội Gryffindor với đội Ravenclaw đang ngày một gần kề. Nhưng Harry vẫn chưa chịu đặt mua một cây chổi thần mới. Cứ sau một buổi học môn biến là Harry lại đến hỏi thăm giáo sư McGonagall về tin tức của cây tia chớp. Ron luôn đứng sát vai Harry một cách chứa chan hy vọng, còn Hermione thì bước vội qua chúng với gương mặt ngoảnh đi chỗ khác. Khi hoạt cảnh này diễn ra tới lần thứ 12 thì giáo sư McGonagall nói trước khi Harry kịp mở miệng: "Chưa được Harry à, con chưa thể nhận lại cây chổi đó đâu. Các thầy cô đã kiểm tra hầu như toàn bộ các bùa ém ngải thư thông thường rồi, nhưng giáo sư Flitwick tin là cây chổi đó có thể giấu một bùa phóng. Cô sẽ báo cho con biết ngay khi các thầy cô kiểm tra nó xong xuôi. Còn bây giờ thì làm ơn đừng có quấy rầy cô nữa." Tình hình càng thêm tồi tệ hơn vì những buổi học chống giám ngục Azkaban của Harry không diễn ra suôn sẻ hoàn toàn như nó trông mong. Sau nhiều buổi học, Harry giờ đã có thể tạo ra một cái bóng trắng bạc lờ mờ mỗi khi ông kẹ giám ngục Azkaban tiến đến gần nó. Nhưng vì thần hồn mệnh của nó còn quá mong manh, không đủ sức xua đuổi tên giám ngục đi. Tất cả những gì mà vị thần hộ mệnh này làm được là lơ lửng như một đám mây bản lãng, làm cạn kiệt năng lực của Harry khi nó cố chiến đấu để giữ cho vị thần hộ mệnh ở lại đó. Harry cảm thấy giận dữ với chính mình và cảm thấy có lỗi nhưng vẫn còn âm thầm khao khát được nghe lại tiếng nói của ba má nó. Đến buổi tập tuần thứ tư, giáo sư Lupin nói một cách nghiêm khắc: "Con tự đòi hỏi ở con nhiều quá đấy. Đối với một phù thủy 13 tuổi thì gọi lên được, thậm chí chỉ lờ mờ một vị thần hồn mệnh cũng được kể là thành tích lớn rồi. Bây giờ con đâu có còn ngất xỉu nữa đúng không?" Harry chán nản nói: "Con tưởng một thần hồn mệnh sẽ đuổi bọn giám ngục Azkaban đi hay là làm gì đó làm cho chúng biến mất." Giáo sư Lupin nói: "Một thần hồn mệnh chân chính mới làm được điều đó. Nhưng mà con cũng đã tiến bộ và đạt được rất nhiều chỉ trong một thời gian ngắn rồi mà. Nếu lũ giám ngục Azkaban lại xuất hiện trong trận đấu Quidditch sắp tới của con thì chắc chắn con đã đủ sức để có thể khống chế không cho chúng lại gần trong một thời gian khá lâu, đủ để con đáp xuống mặt đất an toàn." Harry hỏi: "Thầy nói nếu mà chúng kéo đến nhiều thì càng khó khăn hơn à?" Thầy Lupin mỉm cười: Thầy hoàn toàn tin tưởng ở con. Đây, con đáng được uống một ly. Món này mua từ tiệm ba cây chủ thần. Chắc trước giờ con chưa từng được nếm thử đâu. Thầy lấy từ cặp của thầy ra hai cái chai. Harry giục miệng nói mà không kịp suy nghĩ. Bia bơ, dạ, con khoái món đó lắm. Thầy Lupin nhướng một bên chân mày lên. Harry mau miệng nói dối. Ron và Hermione từng đem từ Hogsmeade về cho con một chút cái đó. Thầy Lupin nói, thầy hiểu. Mặc dù thầy vẫn nhìn Harry với một thoáng nghi ngờ. Nào, chúng ta hãy uống mừng Gryffindor chiến thắng Ravenclaw. Nhưng thầy vội nói thêm. Vậy không hẳn là thầy đứng về một phe nào đâu nha. Vì là thầy giáo thì không được thiên vị. Hai người uống bia bơ trong im lặng cho đến khi Harry chợt nói ra cái điều nó đã thắc mắc một thời gian khá lâu. Dưới cái nón trùm đầu bịt mặt kín mít của giám ngục Azkaban thì có cái gì vậy thầy? Giáo sư Lupin hạ chai bia xuống với vẻ trầm ngâm. Chà, những người duy nhất thực sự biết được là những người không còn trong tình trạng có thể nói cho chúng ta biết được nữa. Con hiểu không? Những giám ngục Azkaban chỉ hạ thấp cái nón trùm đầu bịt mặt xuống khi muốn sử dụng đến vũ khí cuối cùng của chúng, và cũng là vũ khí tồi tệ nhất. Là cái gì hả thầy? Với một nụ cười méo sệt, thầy Lupin đáp, người ta gọi đó là cái hôn của giám ngục Azkaban. Đó là điều mà bọn giám ngục Azkaban làm đối với những ai mà chúng muốn tiêu diệt đến tận cùng. Thầy cho là dưới lớp nón trùm đầu bịt mặt đó chắc là có một cái gì đó tương tự như miệng, bởi vì bọn giám ngục Azkaban gắn chặt mồm chúng vào miệng nạn nhân rồi hút cạn linh hồn của kẻ xấu số. Harry sặc ngay một ngụm bia bơ. Cái gì? Họ giết? Thầy Lupin vội nói. À không, còn tệ hơn giết chết rất nhiều. Con biết đó, một khi mà não và tim người ta vẫn hoạt động thì người ta có thể vẫn sống dù không có linh hồn. Nhưng người ta sẽ không còn ý thức về chính mình nữa, không còn ký ức, không còn gì hết, không có cơ may hồi phục nào hết. Người ta chỉ tồn tại vậy thôi, như một cái vỏ ốc rỗng. Và linh hồn người ta vĩnh viễn thất lạc, vĩnh viễn mất đi. Thầy Lupin uống thêm một ngụm bia bơ nữa rồi nói tiếp. Đó là số phận đang chờ đợi Sirius Black. Tờ Nhật báo Tiên tri vừa đăng tin sáng nay, Bộ Pháp thuật đã cho phép giám ngục Azkaban thực hiện điều đó một khi tìm bắt được Sirius Black. Ý tưởng về một người nào đó bị hút hết linh hồn qua cửa miệng khiến Harry ngồi sững sờ trong chốc lát. Nhưng rồi nó nghĩ đến Black, nó đột ngột nói, hắn xứng đáng vì như vậy. Thầy Lupin nhẹ nhàng hỏi, con nghĩ như vậy à? Con có thực sự nghĩ là có kẻ xứng đáng vì như vậy không? Harry bướng bỉnh nói, dạ, bởi vì những điều... Harry muốn kể cho thầy Lupin nghe câu chuyện về Black mà nó nghe lắm trong quán ba cây chổi thần. Chuyện Black đã phản bội ba má nó. Nhưng mà làm vậy thì sẽ dẫn đến việc bại lộ chuyện nó trốn đi thăm làng Hogsmeade. Không có giấy phép, và Harry biết là thầy Lupin sẽ không có ấn tượng tốt lắm về chuyện đó. Cho nên nó uống cho xong chai bia bơ của mình, cảm ơn thầy Lupin, rồi rời khỏi phòng học lịch sử pháp thuật. Harry hơi hối tiếc, nghĩ phải chi nó đừng hỏi xem dưới cái nón trùm đầu bịt mặt là cái gì. Câu trả lời thiệt là khủng khiếp, và nó bị hoang mang với những ý nghĩa khó chịu, không biết người ta sẽ cảm thấy thế nào một khi đã bị hút hết linh hồn, đến nỗi nó đâm sầm cả vào giáo sư McGonagall ở giữa chừng cầu thang. Phải ngó chừng coi mình đang đi đâu chứ Potter? Dạ, con xin lỗi cô. Cô vừa mới đi tìm con ở phòng sinh hoạt chung Gryffindor. À, nó đây. Các thầy cô đã kiểm tra mọi thứ mà thầy cô có thể nghĩ đến và thấy không có gì tỏ vẻ có vấn đề cả. Con có một người bạn rất tốt đó, Potter à. Hàm dưới của Harry xệ xuống. Giáo sư McGonagall đang đưa nó cây tì chớp và cái chổi thân trông vẫn đẹp lộng lẫy như trước giờ. Harry nói giọng yếu ớt. Con có thể nhận nó lại à? Thiệt hả cô? Giáo sư McGonagall nói, thậm chí cô còn mỉm cười nữa. Thiệt mà, cô dám nói là con sẽ cần đến nó để làm quen với nó trước trận đấu vào hôm thứ Bảy, đúng không? Và Potter nè, hãy cố gắng mà thắng nghe con. Nếu không thì chúng ta sẽ bị loại khỏi cuộc đua vì suốt 8 năm liền không giành được cúp nào hết. Đúng như thầy Snape đã tử tế nhắc khéo cô mới hồi tối hôm qua. Không thốt nên lời, Harry xách cây chổi trở lên cầu thang đi về phía tháp Gryffindor. Lúc quẹo ở góc tường, Harry thấy Ron đang lao về phía nó, miệng cười toét đến mang tai. Cổ đưa trả chổi cho bồ rồi phải không? Tuyệt cú mèo. Ê nghe nè, mình còn được cưỡi thử nó không? Ngày mai nha. Suốt cả tháng bây giờ lòng mới nhẹ nhõm, Harry nói, ừ, sao cũng được. Bồ biết gì không, tụi mình nên làm quà với Hermione đi. thiệt tình thì bạn ấy cũng chỉ muốn giúp. Ron nói, ừ, cũng được thôi, bây giờ nó đang ở trong phòng sinh vật chú mấy làm bài tập để thay đổi không khí ấy mà. Hai đứa quẹo vô hành lang dẫn vào tháp Gryffindor thì thấy Neville Longbottom đang nài nỉ ngài Cadogan. Ông hiệp sĩ hình như không chịu cho Neville vô cửa. Neville ràng rũ nước mắt òn ỉ. Con đã ghi ra để nhớ mà, nhưng chắc là con làm rớt đôi mất rồi. Ngài Cadogan gầm lên. Chuyện nghe xạo quá sức. Vì lúc ấy ngài Cadogan nhìn thấy Harry và Ron. Chào các kỵ binh nghĩa dũng hào hiệp của ta, hãy mau lại đây tóm cổ thằng điên này nhốt vô củi sắt, nó cứ nằng nặc đòi chui vô bên trong. Thôi đi mà, Ron nói khi nó và Harry đi tới bên Neville để cùng đứng thành một phe. Neville rầu rĩ nói với hai đứa nó, mình là mất mật khẩu rồi, mình đã bảo ông ấy nói cho mình biết mật khẩu mà ổng sẽ xài trong tuần này, bởi vì ổng cứ thay đổi mật khẩu xoành xoạch, bây giờ mình không nhớ mình đã làm gì với mớ mật khẩu đó nữa. Harry nói với ngài Cadogan, Osbodikins, chú thích có nghĩa là họ hàng thân thể chồng chênh, hết chú thích. Ngài Cadogan tỏ ra cực kỳ thất vọng và bất đắc dĩ đu mình tới trước để cho tụi nó chui vào phòng sinh hoạt chung. Chỉ một chớp mắt sau là khắp phòng vang lên tiếng rì rầm xích xoa khi mọi cái đầu cùng quay lại nhìn cây chổi thần trên tay Harry. Người ta xúm quanh Harry bày tỏ sự ngưỡng mộ cây tia chớp. Bồ kiếm ở đâu ra vậy Harry? Bồ cho mình mượn cởi thử nha. Bồ cởi nó lần nào chứ Harry? Phen này đội Ravenclaw đừng hòng có được cơ hội nào. Tất cả tụi nó chỉ cởi chổi Clinchweb 7 thôi mà. Mình có thể cầm nó một chút không Harry? Trong khoảng 10 phút hay cỡ đó, cây tia chớp được truyền tay chung quanh và được trầm trồ thưởng ngoạn từ mọi góc độ. Sau đó đám đông giải tán và Ron cùng Harry có thể nhìn thấy rõ Hermione là người duy nhất đã không lao về phía tụi nó mà cứ cặm cụi làm bài, cẩn thận tránh nhìn vào mắt tụi nó. Cuối cùng khi Harry và Ron đến gần cái bàn Hermione đang ngồi, cô bé ngước nhìn lên. Harry giơ cây chổi tia chớp lên nhe răng cười với Hermione. Mình nhận lại nó rồi nè. Ron nói thêm, thấy không Hermione, nó không có bị bù ếm ngại thư gì hết. Hermione nói, nhưng mà biết đâu nó có thể bị. Ý mình nói là ít nhất thì bây giờ bồ đã biết là nó an toàn. Harry nói, ừ đúng vậy, thôi có lẽ mình nên đem nó lên lầu cất đi. Ron hăng hái nói, để mình đem cất cho, đằng nào mình cũng đi cho con Scrappers uống thuốc bổ chuột. Ron cầm lấy cây tia chớp và nâng nó lên như thể cây chổi làm bằng pha lê, rồi mang lên cầu thang dẫn vào phòng ngủ của tụi con trai. Harry hỏi Hermione, mình ngồi xuống đây được không? Hermione bê một đống giấy da ra khỏi một cái ghế nói, cũng được. Harry nhìn quanh cái bàn đầy nhóc sách vở, ngó từ bài luận văn toán số dài thòng còn chưa ráo mực tới bài luận văn môn Muggle học, đề hãy giải thích tại sao dân Muggle cần điện. Và rồi ngó tới bản dịch của ngữ Run mà Hermione đang miệt mài làm. Harry hỏi Hermione, làm sao mà bồ làm hết được ngần ấy thứ cơ chứ? Hermione nói, thì bồ biết mà, siêng năng cần cù. Nhìn gần, Harry nhận thấy Hermione lộ vẻ mệt mỏi, gần giống như vẻ mệt mỏi của thầy Lupin. Harry nhìn Hermione dở các quyển sách lên để tìm kiếm cuốn từ điển của ngữ Run. Nó hỏi, tại sao bồ không bỏ bớt đi vài môn? Hermione nói có vẻ như bị xúc phạm, mình không thể làm như vậy được. Harry cầm lên một biểu đồ các con số trông hết sức phức tạp. Số học ngó thấy ghê quá. Hermione nhiệt thành nói, không, không, nó tuyệt vời lắm chứ, đó là môn học mình thích nhất. Nó là... Nhưng Harry không bao giờ phát hiện ra chính xác điều tuyệt vời về môn số học, bởi vì đúng ngay lúc đó, một tiếng thét nghẹn ngào vọng xuống từ phía trên cầu thang của tụi con trai. Cả phòng sinh hoạt chung đột ngột im lặng như hóa đá, trừng mắt nhìn ra cửa, rồi có tiếng bước chân vội vã vang lên càng lúc càng lớn. Và rồi Ron nhảy sổ ra trước mắt mọi người, tay kéo theo tấm khăn trải giường. Nó sẽ bước đến bàn của Hermione gào lên, coi nè! Ron hét tướng lên, tay phất tấm khăn trải giường trước mặt Hermione, coi nè! Ron, chuyện gì vậy? Swappers, coi nè, Swappers! Hermione ngã người ra né Ron, vẻ hoang mang bối rối cực kỳ. Harry ngó xuống tấm trải Ron đang cầm. Trên tấm trải có cái gì đó đo đỏ, cái gì đó trông ghê rợn như máu. Ron hét tướng lên trong căn phòng yên lặng sững sờ. Nó tiêu rồi, và trò có biết trên sàn phòng có cái gì không? Hermione run giọng đáp, không. Ron quăng cái gì đó xuống bài dịch cổ ngữ Run của Hermione. Hermione và Harry cùng chồm tới trước để xem. Nằm ngay trên những hình dạng gai góc kỳ quái là một mớ lông mèo dài màu hung hung.